chương 4860, viêm diễm long tiên. a à, tại sao lại giống đồ vật hẳn thấy trong bụi rậm? Lăng Hàn nhặt lấy khối tinh thể kia, lại đi vào trong bụi cỏ, quả nhiên, hắn lại nhặt được tinh thể đỏ rực kia. Giống nhau như đúc, xem ra, loại tinh thể này nằm khắp trên đảo, có thể nhặt được, cũng có thể thông qua giết chết hung thú đạt được. Nói ra thật buồn cười, người kia trước đó rõ ràng tìm tinh thể này, mà trên người hỏa miêu cũng mang theo tinh thể, nhưng người kia lại tránh còn không kịp, thà rằng từ bỏ tinh thể đã phát hiện. Hỏa miêu có khó giết như vậy sao? Đúng thế, không có hỗn độn cực lôi tháp, có bảo vật gì có thể ngăn cản được dung nham rơi xuống như mưa. Khó trách bị người kia hại một lần, đầy là việc hiếm khó gặp. Lăng Hàn thì thào, hắn không những không giận mà còn cười. Mặc dù thể nghiệm như vậy hiếm có, nhưng chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Lăng Hàn không có vội vã đi tìm ra hỏa đã hại mì anh, hắn bắt đầu nghiên cứu tinh thể. Sau khi bỏ ra chút thời gian, lăng hàn không có đầu mối chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đương nhiên hắn cũng không ném tinh thể đi mà là cất bước đây tới phía trước hắn định tìm người hỏi thăm khẳng định có thể biết rõ công dụng của thứ này quả nhiên hắn cũng gặp được không ít người đang tìm kiếm tinh thể nhưng khi lăng hàn đế đần hỏi thăm những người này đều lộ ra sắc mặt giận dữ giống như cảm thấy lăng hàn đang đùa bọn họ đã xảy ra chuyện gì sau đó thật lâu lăng hàn thấy được một bến cảng nói cho đúng là một cái vịn nông nhưng cũng chỉ có nơi này mới có thể cho bè cập bờ. Lăng Hàn A à một tiếng, đây cũng là điểm xuất phát của người khác, bởi vì người khác đều dùng bè gỗ vượt biển, cho nên chỉ có thể cập bờ tại đây. Hắn cất bước tiến lên, hắn xuất phát từ bãi biển đi vào trên đảo. Hắn chưa đi được mấy bước, hắn nhìn thấy hình ảnh làm hắn giật mình. Một tên cự nhân toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, thân thể bị xiềng xích vây khốn cột vào một cột sắt to lớn, nhưng hai tay hai chân lại tự do, hắn cũng không nỗ lực thoát khốn có lẽ xích sắt này không làm gì được hắn. Hắn đang ngồi, nhưng dù thế hắn vẫn cao hơn 20 trượng, mái tóc hình dáng hỏa diễm tóc đang thiêu đốt nhảy múa. Người trẻ tuổi, mau tới đây, hỏa diễm cự nhân vẫy tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn đến gần một chút nhưng không quá tiếp cận, hắn nhìn không ra tu vi của người khổng lồ này, hắn vẫn không dám khinh thường, không biết mới là đáng sợ nhất. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận, cự nhân nói, người đi tìm đồ vật lấp lánh, thứ này có khắp nơi trên đảo, trong cơ thể hung thú cũng có. Ngươi tìm 100 viên cho ta, ta sẽ dùng thứ này trao đổi với ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp ra và bày cho Lăng Hàn xem, bên trong có chất lỏng màu đỏ rực, nhưng tuyệt đối không phải dung nham, thứ này giống như mỹ ngọc. Cùng lúc đó còn có hương khí thấm vào lòng người sinh ra, Lăng Hàn ngửi một hơi đã cảm thấy linh thân thứ 9 đang rung động. Lăng Hàn lấy ra một viên tinh thể màu đỏ rực, nói. Là thứ này sao? Không sai, hỏa diếm cự nhân lập tức lộ ra vẻ mặt tham lam, nói cho ta 100 viên, ta sẽ đổi cho ngươi một giọt viêm diễm long tiên. Long tiên, có lẽ không phải nước bọt của chân long, mà là một loại thiên tài địa bảo nào đó, có lẽ bởi vì chân long mà sinh mới có danh tiếng long tiên. 100 viên mới có thể đổi một giọt, lang hàn lắc đầu, nói, ta quá thua thiệt, Ấy, hoặc là 10 viên đổi một giọt, hoặc là 100 viên đổi 10 giọt. Tiểu gia hỏa, ta không phải chưa từng gặp qua người có kè mặc cả, nhưng trả giá không hợp thói thường như thế, ngươi là người duy nhất. Hỏa diếm cự nhân cười nói, tốt, bởi vì ngươi có dũng khí như thế, ta mở một tiền lộ cho ngươi, 99 viên hỏa diếm tinh thể đổi một giọt viêm diễm long tiên. Ta cũng chưa từng gặp qua người nào hẹp hỏi giống như ngươi, không bằng như vậy đi, 11 đổi một. Lang Hàn trả tiền ngay tại chỗ, hỏa diếm cự nhân cũng không buồn bực, nhưng vẫn cắn chặt 99 đổi một không thả, mặc cho Lang Hàn nói thiên hoa loạn trụy, nó vẫn không quan tâm. Xem ra, thật sự không thể chiếm tiện nghi, Lang Hàn lắc đầu, hắn quay người rời đi. Hiện trong tay hắn cũng chỉ có hai viên hỏa diễm tinh thể, hắn không thể đổi được viêm diễm long tiên, cho nên hiện tại hắn cần đi thu thập hỏa diễm tinh thể. Khó trách hắn hỏi người trước đó lại làm người ta hiểu lầm là đùa giỡn, bởi vì từ nơi này lên bờ, tất nhiên sẽ gặp được hỏa diễm cự nhân. Mặt khác, nơi này không thiếu cường giả giáo chủ, nhưng cự nhân vẫn ở nơi này, nói rõ cái gì. Thực lực của hắn tất nhiên kinh thiên động địa, nếu không đã sớm bị người ta đánh cướp. Lăng Hàn phi thân tiến vào trong rừng rậm, hắn đi tìm kiếm khắp nơi. Rất nhiều người đều ôm lấy suy nghĩ như vậy, đều muốn thu hoạch hỏa diễm tinh thể đổi lấy viêm diễm long tiên, đây là cơ duyên kinh người, mỗi người đều không nguyện bỏ lỡ. Tương lai chỉ có một người thành đế, nhưng mỗi người đều có cơ duyên, ai không muốn cường đại hơn chứ. Bởi vì thực vật nơi này quá mức yếu ớt lại quá nguy hiểm, tự nhiên ít có người khai chiến tại nơi này, tránh gây ra chuyện máu tanh. Nhưng nếu hai người cùng phát hiện một viên hỏa diễm tinh thể, khi đó có khả năng bộc phát đại chiến, dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thời gian ba ngày qua đi, Lăng Hàn thu được bảy viên hỏa diễm tinh thể, nếu như có thể tiếp tục kéo dài như thế, vậy hắn cần thời gian 40 ngày mới có thể thu được viêm diễm long tiên. Ân, tiếng kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một bóng người bay qua từ không trung. ban đầu hắn đã bay vút qua, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì dừng lại. Quách phố hàng, hắn hết sức kinh ngạc tiểu tử này không chết, hung thú nhân từ khi nào, thì tới miệng còn buông tha. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Lăng Hàn nắm giữ chiến lực ngang hàng với hung thú cấp giáo chủ, chỉ có một khả năng, trên người Lăng Hàn cất giấu một loại bí bảo nào đó, cho nên hắn mới có thể bảo vệ tính mạng của mình trước hung thú cấp giáo chủ. Mạng người thật lớn, hắn lạnh lùng nói, giao bảo vật trên người ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, đảo này lớn như thế, hắn đi bốn ngày lại gặp người này hai lần. Ha ha, ta vốn không thù không oán với ngươi, nhưng ngươi lại đẩy ta về hướng hung thú, mà bây giờ nhìn thấy ta không chết, lại ngấp nghé bảo vật trên người của ta. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Lang Hàn bật cười, nói, ta gặp qua rất nhiều người vô sỉ, nhưng người không biết xấu hổ như ngươi, ách, ta thật không gặp được mấy người. Thật to gan, quách phố hàng quát lớn, đừng tưởng rằng ngươi ỉ vào bí bảo có thể thoát khỏi miệng hung thú thì có thể đào thoát trong tay ta. Cho nên, thức thời một chút, ngoan ngoãn giao bảo vật ra hắn nhân từ như vậy đương nhiên không phải đồng ý lưu một đường là sợ lăng hàn dùng bảo vật nhưng mà lăng hàn giao ra bảo vật thì đó là chuyện khác lăng hàn tươi cười ta từ trước đến nay không thích giết người nhưng mà ngươi là một ngoại lệ ta rất tình nguyện tiễn ngươi lên đường ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quách phố hàng hừ một tiếng hắn vươn tay bắt lăng hàn bàn tay duỗi ra tốc độ rất chậm là hắn có ý định khống chế không muốn tăng lực lượng đánh vỡ cây cối chung quanh nhưng lực lượng hùng mạnh đã sớm bao phủ lăng hàn. Chỉ là hóa linh cảnh, chương 4861, phù binh xuất hiện. Nhưng mà, quách phú hàng lập tức phát hiện không đúng, bởi vì bàn tay của hắn gặp lực lượng hộ thể của lăng hàn thì không tiến thêm được chút nào. Làm sao có thể, chỉ là hóa linh cảnh, hắn làm sao có thể ngăn cản một kích của mình, cho dù hắn dùng rất ít lực lượng. Như thế nào, lăng hàn nhoẻn miệng cười, thú vị, quách phú hàng nhanh chóng chấn định lại. Cho dù người yêu nghiệt nghịch thiên thì sao, ta chính là giáo chủ tam tinh. Đấu với ta, thân thể quách vũ hàng lao thẳng về phía lăng hàn, oanh, lần này, hắn toàn lực ứng phó, uy năng bộc phát cũng khác biệt. Giáo chủ tam tinh đương nhiên đáng sợ, lăng hàn chỉ đón đỡ một chiêu, hắn liền có cảm giác thân thể bị chấn động run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ như sắp vỡ ra. Gia hỏa y này không phải vừa tiến vào tiểu thừa cảnh, chỉ ít cũng là tam tinh đến tứ tinh, nếu không sao có thể dùng một kích đánh hắn khó chịu như thế. Còn tốt, hắn có thể đoá giải một bộ phận công kích, giúp thể phách càng cường đại, nếu không, hắn không phải cảm thấy khó chịu, mà là bị trọng thương, thậm chí bị chém giết. Chỉ là hóa linh cảnh, quách phú hàng cao ngạo nói một câu, mặc dù lăng hàn bất phàm nhưng cũng chỉ đạt tới cấp bậc giáo chủ nhất tinh, còn kém xa mới trở thành đối thủ của hắn. Đã thế lăng hàn còn dám khoác lác, hắn cao hơn lăng hàn không chỉ một đại cảnh giới, cho nên hắn càng không sợ lăng hàn. Thời điểm bị ta chém, ngươi sẽ cảm thấy hối hận. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ánh mắt quét phú hàng bắn ra hào quang tham lam, hắn xuất thủ càng ác liệt hơn trước. Lăng hàn chỉ là hóa linh cảnh lại có thể nắm giữ chiến lược giáo chủ nhất tinh, đây là việc không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Cho nên, tiểu tử này chắc chắn có cơ duyên nghịch thiên. Cơ duyên này lớn đến mức nào, thế hệ Hoàng Kim cũng phải đỏ mắt. Người nghe nói qua thế hệ Hoàng Kim vượt qua một đại cảnh giới khi đối địch với địch nhân. Không có, cho nên, nếu hắn có thể đoạt lấy cơ duyên của Lăng hàn, như vậy hắn sẽ vượt qua thế hệ Hoàng Kim trở thành người cực kỳ nặng ký khi tranh đoạt đế vị. Từ đạo tử bình thường nghịch tập thiên kiêu mạnh nhất, tương lai thậm chí có thể thành đế, hắn có thể ngăn cản dụ hoặc như thế. Cảm ơn ngươi, hắn tươi cười vui vẻ, tiếng cười còn khó nghe hơn heo kêu. Lăng Hàn lắc đầu, quách phú hàng tức giận, tiếng cười của hắn quả thật hơi quái dị nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai so sánh với tiếng heo kêu. Xem mặt mũi ngươi tặng bảo vật cho ta, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Quách phú hàng bộc phát sát khí, lúc này, Hắn hoàn toàn không quản dư âm chiến đấu sẽ phá hư cỡ nào, cũng tạo thành phiền phức cho hắn ra sao. Tâm linh của hắn đã bị cơ duyên nghịch thiên chiếm lĩnh. Lăng Hàn cười nhạt, thân thể lao tới đối địch chính diện với Quách Vũ Hàng, nhưng thỉnh thoảng hắn lại vận dụng sát khí xung kích oanh kích, nhân cơ hội phát động phản kích, việc này càng làm Quách Vũ Hàng cảm thấy khó lòng phòng bị, cảm giác vô cùng khó chịu. Tại sao có thể có hóa linh cảnh yêu nghiệt như thế? Quách Vũ Hàng không tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình giao thủ với Lăng Hàn. Nếu nghe người khác nói lại, hắn sẽ cho rằng đây là nói hưu nói vượt. Không phải sao, tiểu thừa cảnh đã có tư cách gọi là đại năng, giáo chủ trấn áp hóa linh chân quân, đó là chuyện một ngón tay. Hắn lại là giáo chủ tam tinh, sau khi công kích mấy chục chiêu cũng không thể trấn áp Lăng Hàn, nếu nói ra sẽ không có người nào tin tưởng. Nhưng càng như thế, hắn tham lam càng mạnh, điều này nói rõ Lăng Hàn đạt được cơ duyên nghịch thiên không gì sánh bằng. Hắn muốn lấy được, hắn muốn lấy được, hắn muốn lấy được, đồng thời... Hắn cũng có phần lo lắng, vạn nhất Lang Hàn chạy thì sao? Mặc dù chiến lực của gia hỏa này yếu hơn hắn, nếu đối phương toàn lực chạy trốn thì hắn khó đuổi kịp. Đây là cơ duyên nghịch thiên đấy, hắn đã xem cơ duyên này thành vật trong túi, cho nên hắn tuyệt đối không thể khoan dung khi cơ duyên chạy mất. Cần gì chứ? Hắn vừa đánh vừa nói, đối mặt với công kích của ta, người chỉ có con đường chết. Cho nên, còn không bằng thống khoái, cũng tiết kiệm chút thời gian. Lang Hàn nói, người chẳng những không có thực lực ngay cả trí thông minh cũng không đủ, có thể nói một câu sáng tạo chút hay không. Khốn nạn, quách phú hàng trợn mắt, công kích của hắn càng ác liệt. Muốn khuyên người khác vươn cổ chờ làm thịt, đây là chuyện không có khả năng, như vậy chẳng khác gì đang nói rõ mong mỏi trong lòng của hắn. Người đã chọc giận ta, quách phú hàng nói, trước đó, ta chỉ dự định giết ngươi, cướp đoạt cơ duyên của ngươi, nhưng bây giờ, ta chẳng những sẽ giết ngươi, ta còn lục soát ký ức tìm kiếm thân nhân, bằng hữu của ngươi, sau đó chém giết sạch sẽ, trước khi bọn chúng chết, ta nói cho bọn chúng biết là ngươi hại chết bọn chúng. nghe nói như thế, ánh mắt lang hàn đã biến thành lạnh lẽo. ta không thù không oán với ngươi, ngươi ngang nhiên xuất thủ đẩy ta về hướng hung thú, hiện tại lại ngấp nghé bảo vật trên người ta, ta không có chủ động hai tay dâng lên, ngươi còn muốn uy hiếp thân nhân và bằng hữu của ta. ban đầu ta định chơi vài chiêu với ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi muốn chết nhanh như vậy. hắn thản nhiên nói, ha ha ha, quách phú hàng cười to, nói. Ngươi chỉ là một hóa linh cảnh nho nhỏ, còn muốn giết ta? Giết thế nào, hắn tự nhiên không sợ, hóa linh cảnh có cầm đế binh cũng có thể phát huy mấy phần uy năng. Cho nên, Lăng Hàn cũng chỉ có thể dọa dẫm hắn mà thôi. Nói giết ngươi, ngươi không sống được, Lăng Hàn lạnh lùng nói, hắn móc tấm bùa ra, đây là bảo vật hắn đạt được từ vùng đất hắc ám, có thể bộc phát ra uy năng giáo chủ ngũ tinh. Ánh mắt Quách Phú Hàng dò xét, đột nhiên trong nội tâm sinh ra cảm giác bất an rất mạnh tấm bùa kia là tờ giấy rách tung tóe cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại làm hắn cảm thấy uy hiếp đáng sợ phù binh hắn giật mình đồng thời cũng không tin phù binh rất phổ biến nhưng uy năng phù binh càng lớn yêu cầu khi chế tác cũng càng cao phù binh lục tinh là thứ cao cấp chẳng những yêu cầu người chế tác là tôn giả thậm chí còn dùng vật dẫn trung gian chính là gia thú cấp tôn giả dùng huyết dịch của tôn giả làm mực có mấy thế lực làm được cho nên trong lòng của hắn có phần hoài nghi có phải Lăng Hàn đang hư trương thanh thế hay không? Hai tay của hắn chuẩn bị, một bên công kích, một bên khác phòng ngự, vạn nhất phát hiện không hợp lý, hắn cũng có thể lập tức bỏ chạy. Ha ha, cầm một phù binh rách nát dọa ta. Hắn cười nói, ngươi thử một chút, Lăng Hàn vung tay lên, thần ý đã khóa chặt Quách Phú Hàng, sau đó hắn vươn tay khởi động phù binh, xèo, tấm bùa kia bay về hướng Quách Phú Hàng. Quách Phú Hàng kiên kỵ nhất chính là phù binh khi Lăng Hàn không dùng, hiện tại ngươi đã dùng, hắn chỉ cần trốn là được. Bởi vậy, trong lòng của hắn cười lạnh, dù sao cũng là tân thủ, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Hắn vội vàng thối lui, cho dù uy năng phù binh không khủng bố như suy nghĩ của hắn, nhưng vì lý do an toàn, hắn quyết định tạm lánh mũi nhọn. Phù binh bay tới và tỏa ra ánh sáng màu tím, sau đó, lá bùa trực tiếp thiêu đốt thành cho, một đạo kiếm quang màu tím chém về phía quách phố hàng. Giáo chủ ngũ tinh, quách phố hàng hoảng hốt, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. chương 4862, chém giết. Đừng nhìn uy lực phù binh chỉ cao hơn quách phú hàng hai tiểu cảnh giới, nhưng đến cấp độ giáo chủ, tranh lệch một tinh đã rất lớn, huống chi còn là hai tinh. Hắn cũng không phải lăng hàn, có thể yêu nghiệt đến mức vượt đại cảnh giới chiến đấu. Phải biết rằng, đến cấp bậc giáo chủ, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nghĩ vượt cấp chiến đấu, ha ha, chỉ ít đạo tử như hắn không làm được, có thể giao thủ với cùng giai đã rất tốt rồi. Hắn trốn, kiếm quang màu tím đuổi theo không bỏ, kiếm quang cũng không phải thực thể, mà là cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn công kích trên phù binh, tốc độ cũng hơn xa võ giả cùng dai. Xoát, kiếm quang chém tới, quách phú hàng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chống đỡ, bằng không bị giáo chủ ngũ tinh đánh chúng, hắn sẽ bị đánh chết không còn cặn bã. Hắn dốc hết toàn lực đánh ra một kích, a à, hắn kêu gào thảm thiết, thân thể bay ra ngoài, hắn có thể thấy rõ ràng, nửa người dưới của hắn không còn. Đã bị kiếm quang xoắn nát, kiếm quang màu tím cũng biến mất trong hư vô, một kích này, vượt qua, nhưng mà quách phú hàng lại kêu gào thảm thiết, chớ nhìn hắn chỉ bị đánh nát nửa người dưới, nhưng ý chí võ đạo trong kiếm quang màu tím lại xâm nhập vào cơ thể của hắn, hắn muốn động ngón tay cũng khó. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trước đó hắn đối đãi với lăng hàn thế nào. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn đã yếu ót vô lực, hoàn toàn biến thành thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho lăng hàn xâm lược. Chuyển biến quá nhanh, hắn không cách nào tiếp thu được. Lăng Hàn đi tới thật nhanh, mặc dù lãng phú một tấm phủ binh chân quý trên người quách vũ hàng hắn cũng không thèm để ý ngược lại chỉ cần hắn bước vào cảnh giới giáo chủ cho dù chiến lực của hắn không đạt tới ngô tinh có lẽ cũng không kém quá xa đến lúc đó tấm phủ binh này cũng biến thành gân gà cho nên còn không bằng hiện tại dùng xong cũng giúp hắn chút cơn giận có chuyện gì từ từ nói quách vũ hàng cố gắng mở miệng cho dù chỉ nói chuyện cũng làm hắn phun máu tươi đừng 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 người mới mở miệng đã phun máu con người của ta sợ máu nhất. Lăng Hàn cười nói, sợ máu, sợ em gái ngươi, quách phú hàng tức giận phun ra vài ngụm máu, người chém nát nửa người dưới của ta, ra tay tàn nhẫn như vậy còn nói sợ máu. Nhưng lúc này tính mệnh của hắn nắm giữ trong tay Lăng Hàn, cho nên hắn không dám chọc giận Lăng Hàn. Ta nói chém ngươi sẽ chém ngươi, hiện tại tin chưa? Lăng Hàn hỏi, quách phú hàng gật đầu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hối hận chứ, Lăng Hàn lại hỏi, Quách Phú Hàng liên tục gật đầu, sớm biết Lăng Hàn yêu nghiệt như thế, hắn sẽ không cố kỵ thân phận mà phục kích, hắn không cho Lăng Hàn cơ hội vận dụng phù binh. Ghê tởm, hắn quá kiêu ngạo. Lăng Hàn bật cười, tiểu nhân chính là tiểu nhân, đến lúc này còn không tỉnh lại, cho rằng mình rơi xuống kết cục như vậy là sai lầm của người khác. Được rồi, ta không có gì để nói với người cả, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Lăng Hàn vươn tay, hắn vươn tay ấn về phía Quách Phú Hàng. A à, Quách Phú Hàng liều mạng nhưng trong cơ thể hắn bị ý chí võ đạo xâm chiếm, hắn vừa động đậy chỉ tự rước lấy khổ, ý chí võ đạo trong cơ thể sẽ xoắn nát thức hải của hắn. Quách Phú Hàng, chết. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn chưa ra tay thì đối phương đã chết. Chết thì chết, cũng tránh làm bẩn tay của mình. Lăng Hàn lục soát thi thể Quách Phú Hàng, hắn tìm được mấy món pháp khí không gian, một pháp khí có chứa chín tinh thể. Đi tới nơi này lâu hơn ta, tới bây giờ chỉ tìm được chín viên. Lăng Hàn xem thường, nhưng nghĩ lại, quách phú hàng rõ ràng phát hiện một viên hỏa diễm tinh thể nhưng bởi vì có hỏa miêu canh giữ, hắn thà rằng từ bỏ thu hoạch sắp tới tay cũng phải chạy đi. ra hỏa sợ chết như thế, có thể có chín hỏa diễm tinh thể đã rất tốt. Được rồi, ta đã có 20 viên, hoàn thành một phần năm. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm hỏa diễm tinh thể, hắn tận lực tránh chiến đấu, bởi vì làm thế sẽ lãng phí thời gian vô vị. Đương nhiên, có người nhất định muốn cướp bóc hắn, hắn sẽ không ngại cướp đối phương tu vi hóa linh cảnh cho hắn yểm hộ hoàn mỹ, có chút hóa linh cảnh còn muốn cướp bóc thành đoàn, kết quả gặp được cây đinh cứng như lang hàn cho nên bị hắn cướp lại. Bởi vì có những kẻ đần độn này trợ giúp, chỉ sau 22 ngày, lang hàn đã thu thập được 100 viên hỏa diễm tinh thể. Không vội, hắn cũng không trở về hối đoái viêm diễm long tiên, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm hỏa diễm tinh thể, qua 31 ngày sau, hỏa diễm tinh thể trong tay hắn đạt đến hơn 200 viên. Tốt, đi tìm hỏa diễm cự nhân kia, Lăng Hàn trở về, hắn nhanh chóng đứng trước mặt hỏa diếm cự nhân. Tiểu gia hỏa, người tìm được những đồ vật sáng lấp lánh rồi sao? Hỏa diếm cự nhân hỏi, giọng nói rất lớn. Lăng Hàn lấy ra 99 viên hỏa diếm tinh thể ném cho hỏa diếm cự nhân ném tới. Hỏa diếm cự nhân vung tay tiếp lấy hỏa diếm tinh thể tiếp được, sau đó hắn lộ ra nụ cười. Ngươi không sợ ta thu đồ vật không cho ngươi viêm diễm long tiên hay sao? Lăng Hàn lộ ra hỏa diễm tinh thể còn lại, cười nói không sợ, mỗi người đều đi thu thập hỏa diễm tinh thể cho hỏa diễm cự nhân, hiển nhiên, hắn cần lượng cực lớn. Hỏa diễm cự nhân sừng sốt một chút, sau đó mới cười ha hả, hắn lấy một cái bình ngọc và giao một giọt cho Lăng Hàn. Lăng Hàn ấn một cái, giọt nước dừng lại trong hư không. Mùi thơm mê người tỏa ra, từ đó bí lực của hắn sinh ra ba động, linh thân thứ 9 của hắn có dấu hiệu hình thành cực nhanh. Tiểu tử, viêm diễm long tiên vô cùng dễ dàng bay hơi, đến lúc đó, người cũng đừng trách ta cho ngươi hàng giả. Hỏa diếm cự nhân nhắc nhở, Lăng Hàn lúc này mới hấp thu giọt long tiên, lúc này mùi thơm ngát tràn ra trong khoan miệng, hắn thoải mái tới mức mỗi lỗ chân lông đều nở ra. Hắn vội vàng tìm một nơi vắng vẻ luyện hóa long tiên. Sau khi luyện hóa xong một giọt long tiên, linh thân thứ 9 của hắn đã bổ sung một phần 10. Lại có thêm 8 giọt đến 9 giọt, khi đó ta sẽ đạt tới cửu biến đỉnh phong. Lăng Hàn trở về, hắn lại đổi một giọt long tiên, hắn cũng tìm nơi vắng vẻ luyện hóa. Sau đó, hắn lại bước lên con đường tìm kiếm hỏa diễm tinh thể. Đây là con đường tốt gia tăng tu vi thật nhanh, nhưng mà, người đi vào đảo càng ngày càng nhiều, cho nên muốn tìm được hỏa diễm tinh thể càng ngày càng khó. Trong đoạn thời gian gần đây, sự kiện cướp bóc cũng càng ngày càng nhiều, càng có một ít người bí quá hóa liều, thế mà đánh chủ ý lên hung thú, có thành công, có thất bại chết không chỗ chôn Việc này cũng làm lang hàn bị ảnh hưởng, nửa năm trôi qua mới đổi được bốn giọt long tiên. Ai, gần đây làm ăn khó khăn. Lăng Hàn không ngừng tìm kiếm khắp hòn đảo, kỳ quái là, dường như hỏa diễm tinh thể nhặt mãi không hết, có chút khu vực Lăng Hàn rõ ràng đã tìm, nhưng qua mấy ngày sau hắn quay lại vẫn có phát hiện. Ân, bỗng nhiên hắn cảm ứng được sát khí, chương 4863, sát kiếp, sát khí, Lăng Hàn nghiêm túc, hắn nhìn sang hướng bên trái, mà sát ý kia lại bao phủ lấy hắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một bóng người mềm mại xuất hiện trước mặt hắn. Phong Diệu Lăng, khốn kiếp, con mụ điển âm hồn bất tán, lăng hàn còn muốn chờ mình bước vào giáo chủ sẽ ra sức đánh con mụ điên này không nghĩ tới hắn gặp nữ nhân này nhanh như vậy mặc dù hắn hiện tại đã chính thức nắm giữ chiến lược giáo chủ nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của phong diệu lăng thực lực của nữ nhân này tuyệt đối từ tam tinh trở lên thậm chí hắn không dùng phù binh cho dù lưu lại cũng không làm gì được nữ nhân này cuồng đồ nhận lấy cái chết phong diệu lăng lập tức xiết tới gần trường kiếm trong tay chém ra như muốn chém đứt thiên địa lăng hàn vội vàng rút lui hảo hán không nghi ăn thiệt thòi trước mắt. Bà điên, người chờ, không đánh nát cái mông của ngươi, ta không gọi là văn nhân lương bình. Hắn vừa chạy vừa kêu lên, nếu văn nê ân lương bình biết sau khi chết còn bị hãm hại, có khi nắp quan tài không ép được hắn bật dậy. Ngươi quá xảo trá, phong diệu lăng nhanh chóng truy đuổi, tốc độ thân pháp của hắn quá nhanh, phượng dực thiên tường tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, khi lực lượng của hắn đã bước vào cấp giáo chủ, thậm chí tốc độ của lăng hàn càng nhanh hơn nàng. Như thế, chỉ là mấy cái nháy mắt, Lăng Hàn đã biến mất trong tầm mắt của nàng. A, à, Phong Diệu Lăng oán hở cầm kiếm chém loạn, phốc phốc phốc, dung nham hóa thành mưa bay đầy trời, cũng làm nàng vô cùng chật vật. Con mụ điên, con mụ điên, thật sự có bệnh. Không biết ra hỏa tỉnh hạo nhiên thế nào, sẽ không bị con mụ điên giết chứ. Cũng không có khả năng, cái miệng của tên kia rất tiện, nếu chết dễ dàng như vậy, hắn đã sớm bị người ta chém thành cặn bã từ 800 năm trước rồi. Lăng Hàn lắc đầu, tiếp tục đi tìm hỏa diễm tinh thể hiện tại đây là thủ đoạn gia tăng tu vi của hắn nhanh nhất. Sau 50 ngày, Lăng Hàn vừa tìm được 99 viên hỏa diễm tinh thể. 103 ngày sau, số lượng hỏa diễm tinh thể gấp bội. Hắn đi hồi đoái, sau khi ăn long tiên, tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Tình huống vượt qua ta mong muốn, chỉ cần lại đổi được hai giọt, ta sẽ đạt tới cửu biến đỉnh phong. Nhưng đến lúc này, độ khó khi muốn thu hoạch được hỏa diễm tinh thể tăng thêm một bước, bởi vì người tới càng nhiều, hơn nữa đã tới đều không muốn đi, tác dụng của Long Tiên quá lớn, phỏng chừng có thể thúc đẩy cấp giáo chủ lên cảnh giới đỉnh phong. Cho nên, nhiều lắm chỉ có tôn giả mới có thể rời đi. Nhưng vấn đề là, thế hệ trẻ có bao nhiêu người đột phá tôn giả? Cho dù là thế hệ Hoàng Kim cũng chưa chắc đi con đường này. Cho nên, chỉ cần là người tới đây đều ở lại trên đảo không đi. Nhiều người đến mức nào, toàn bộ đảo sắp bị người ta lắp đầy. Phía trước còn có phần lớn khó khăn đang chờ đợi, bằng không người tới nơi này càng nhiều, có khi còn không có đất đặt chân. Lăng Hàn suýt phát điên, càng cảm thấy đây là gân gà, bởi vì tốn thời gian càng lâu, còn không bằng đi tu luyện. Nhìn 70 viên hỏa diễm tinh thể trong tay một chút, Lăng Hàn chuẩn bị chờ một chút, chỉ ít cũng phải đổi được một giọt long tiên, nếu không cũng quá lãng phí. May mắn là, hiện tượng ăn cướp trên đảo cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Hàn ba ngày bị cướp hai lần, kết quả tự nhiên cũng gia tăng số hỏa diễm tinh thể của hắn. Cho dù là như thế, một tháng sau, hắn mới có thể gom góp 99 viên hỏa diễm tinh thể hắn đi hối đoái, cầm tới một giọt long tiên, nhìn thấy hắn quay người muốn đi, hỏa diếm cự nhân kỳ quái, nói. Tiểu gia hỏa, người cứ đi như thế, trước đó Lăng Hàn đều hối đoái hai giọt hỏa diếm tinh thể. Lăng Hàn lắc đầu, làm ăn khó khăn, hắn xoay người lại, cười nói. Nhưng mà, ta không ngại giảm giá thu mua xuống, không bằng, 50 viên hỏa diếm tinh thể đổi một giọt long tiên. Ánh mắt hỏa diếm cự nhân rõ ràng có vẻ thất vọng, giống như một người mong đợi quà sinh nhật thật lâu, kết quả người lớn lại nói quên. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cho rằng hỏa diễm cự nhân là thiên địa tự nhiên hình thành, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là phụ trách hồi đoái Long Tiên. Nhưng bây giờ xem ra trong đó còn có ẩn tình khác. xèo, lúc này, có một bóng người đáp xuống. Đây là một tên cường giả giáo chủ. Hắn mặc trang phục màu xanh, ánh mắt quét qua Lăng Hàn, trên mặt mang theo thần thái tham lam. Trong không khí vẫn có mùi thơm đặc thù của Long Tiên, cho nên, Lăng Hàn khẳng định vừa đổi được một giọt long tiên. Mặc dù đã bị Lăng Hàn nuốt vào, nếu hiện tại hắn giết Lăng Hàn, hắn còn có thể lấy dược lực ra. Hóa Linh cảnh nha, giải quyết dễ như trở bàn tay. Hắn cười một tiếng, tiện tay ném Hỏa Diễm tinh thể của mình cho Hỏa Diễm cự nhân. Nhưng mà, Hỏa Diễm cự nhân không có cho hắn một giọt long tiên như trước. Long tiên đâu? Tên giáo chủ áo xanh quát hỏi. Hỏa Diễm cự nhân cười ha ha, bỗng nhiên hắn vung tay lên, Hỏa Diễm tinh thể phủ đầy bên cạnh đó là số lượng hắn đổi được từ những kẻ bên ngoài a à, ngươi làm gì oanh hỏa diễm tinh thể phát sáng sau đó cháy hừng hực hỏa diễm sung thiên hơi nóng cuồn cuộn lăng hàn cũng phải đưa tay che mặt hỏa diễm cự nhân lại không bị ảnh hưởng ngược lại xích sắt chói người hắn đỏ bừng có dấu hiệu hòa tan ngoá lăng hàn lập tức quay đầu bỏ chạy rốt cuộc hắn biết không đúng ở điểm nào muốn chạy tên giáo chủ áo xanh cười lạnh hắn đưa tay chặn đường lăng hàn hắn còn muốn luyện hóa lăng hàn rút ra ra long tiên sử dụng ngớ ngẩn lăng hàn không có phản ứng bởi vì không có thời gian oanh hắn bộc phát ra tốc độ cao nhất phát động phượng rực thiên tường hai cánh hỏa diễm bay thẳng lên trời xèo hắn đã biến mất không thấy tăm hơi tên giáo chủ áo xanh sững sờ không nghĩ tới chỉ là một hóa linh cảnh lại có thể bộc phát tốc độ nhanh như vậy nhưng thời điểm hắn còn chưa quyết định đuổi theo hoặc không đuổi theo chỉ cảm thấy sau lưng có khí thức đáng sợ bộc phát hắn quay người đã thấy hỏa diếm cự nhân đang đứng sau lưng hắn, lực lượng minh mông như thiên thần. Tôn giả, cạc cạc, người là người thứ nhất, hỏa diếm cự nhân xuất thủ, hắn tấn công tên giáo chủ áo xanh. Tôn giả xuất thủ, giáo chủ ngăn cản như thế nào? Giáo chủ áo xanh muốn chạy trốn, nhưng tôn giả đã ra tay, lúc này hắn mới chạy còn kịp hay sao? Ba, một trường hạ xuống, hắn cũng bị đánh thành thịt nát, thân hồn câu diệt. Tiểu tử thú vị, người cũng trốn thật mau. Hỏa diếm cự nhân nhìn về phía lăng hàn biến mất, hắn cũng không có truy kích, bởi vì ở trên đảo có quá nhiều tiểu gia hỏa cung cấp niềm vui cho hắn. Sát thủ cấp tôn giả gia nhập chiến trường, tự nhiên cũng đưa tới sát kiếp, khắp nơi trên đảo đều là cảnh tượng gió tanh mưa máu. Nơi này cũng không có kẻ bên ngoài cấp tôn giả, cho nên hỏa diếm cự nhân là tôn giả duy nhất, hắn muốn đại khai sát giới, có ai ngăn cản nổi. Đã không còn cơ duyên gì, nơi này biến thành địa ngục. Người sống không ngừng chạy tới bến cảng, bọn họ phải bỏ chạy vì tính mạng của mình. chương 4864 lại tới, Lăng Hàn tự nhiên rời đi trước tiên, hắn không cần tiến vào cảng, trực tiếp Lăng không đạp lên quy tắc vượt biển. Xa xa, hắn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hỏa diễm cự nhân đang chiến đấu, còn có sóng xung kích bao phủ, hòn đảo bị dung nham che kín bầu trời. Kẻ đến sau không thể lên đảo, bằng không chính là chịu chết. Lăng Hàn lắc đầu, rốt cuộc là ai vây hỏa diễm cự nhân ở đây? Hỏa diễm cự nhân sử dụng long tiên làm mồi nhử, đương nhiên tất cả chỉ vì đổi lấy hỏa diễm tinh thể, thứ này có thể trợ giúp hắn thoát khốn. Mấu chốt là, đế lộ mấy ngàn vạn năm qua đi mới có thể mở ra một lần, muốn nói đế lộ lần trước mở ra đã có người vây hỏa diễm cự nhân ở chỗ này, tên to con kia có thể sống ngàn vạn năm. Nói giỡn, chẳng lẽ, hỏa diễm cự nhân là thiên địa dựng dục, cũng là thiên địa vây ở nơi này làm cơ duyên và tai nạn. Lang Hàn chỉ có thể hiểu như vậy, không có biện pháp, y muốn nói hỏa diếm cự nhân bị ai vây ở chỗ này là chuyện không có khả năng. Cũng không biết sau khi hỏa diếm cự nhân giết sạch người trên đảo, hắn còn đuổi theo he y không. Nhưng mà, đó là chuyện sau đó thật lâu, lang hàn đạp không bay đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Sau mười mấy ngày, phía trước lại xuất hiện đường chân trời. Nhưng mà, lang hàn nhanh chóng phát hiện một hòn đảo, đảo này to kinh người. Lại tới, ân, nếu như giống như hỏa diếm cự nhân, đám người tới trước đã mò được không ít chỗ tốt. Lăng Hàn không chút do dự, hắn tiến vào trong đảo. Lạnh, hắn cảm giác lạnh lẽo, trước đó hòn đảo kia nóng đến mức có thể đốt cháy người, ở nơi này chỉ có rét lạnh tận xương. Nhìn khắp chung quanh đều là hoàn cảnh bị băng tuyết bao trùm. Lăng Hàn vươn tay lên, một đám băng tuyết bay vào trong tay, cảm giác rét lạnh tăng vọt, hắn run lập cập và chiến lực giảm xuống. Quả nhiên, hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn với chiến lực. Hắn nhìn chung quanh nhưng không phát hiện một người. Chuyện này rất bình thường, bởi vì đa số người đều tập trung ở hòn đảo trước. nói đến tốc độ, có bè gỗ nào nhanh hơn hắn hay sao? sau khi dò xét chung quanh, quả nhiên hắn phát hiện bãi biển là bãi biển cập bè gỗ. sau khi xuất phát từ nơi này, hắn phát hiện vấn đề, khóe miệng của hắn co giật. lại một cự nhân bị xích sắt khóa trên cây cột, khác biệt chính là kẻ này là băng xương cự nhân. mẹ nó, người thiết kế cũng quá lười suy nghĩ. tiểu gia hỏa, tới tới tới, băng xương cự nhân ngoắc lăng hàn. Quả nhiên kịch bản quen thuộc, Lăng Hàn im lặng, mặt mũi đầy chết lặng đi qua. Quả nhiên, băng xương cự nhân nói một lúc, mặc dù hắn chỉ đổi đồ vật thành hàn băng tinh thể, nhưng đồ vật hối đoái vẫn là Long Tiên. Được rồi, Lăng Hàn thở dài, hắn chỉ muốn thực lực của mình tăng lên, về phần người thiết kế cửa ải này lười bao nhiêu, hắn mặc kệ không quan tâm. Hắn cũng không có cỏ kè mặc cả, 100 đổi 1 hay 99 đổi 1, tranh lệch không lớn. Hơn nữa, hắn chỉ cần một giọt long tiên là có thể đạt tới cử biến đỉnh phong hắn xuất phát tìm kiếm khắp nơi bỏ ra gần nửa ngày hắn không có tìm được hàn băng tinh thể hắn gặp được một con hung thú sau khi chém giết mới đạt được trên người của nó thì ra là như thế hàn băng tinh thể có màu quá giống băng tuyết nên rất dễ dàng bị bỏ qua hiện tại tâm lý lăng hàn nắm chắc hắn muốn tìm kiếm càng dễ dàng một khối hai khối ba khối bởi vì trên đảo hiện tại chỉ có một mình hắn tốc độ của hắn cực nhanh ba ngày sau sau khi lăng hàn tiến đến hối đoái long tiên mới có người thứ hai lên đảo phong diệu lăng âm hồn bất tán không nói hai lời nữ nhân này lập tức xuất thủ tấn công lăng hàn vội vàng nuốt long tiên và phát động phượng dực thiên tường chạy đi con mụ điên đây là lần cuối cùng ta nhịn ngươi sau khi bỏ rơi nữ nhân kia lăng hàn tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu luyện hóa long tiên quả nhiên sau khi luyện hóa long tiên lăng hàn cũng thuận lợi đạt đến cửu biến đỉnh phong có thể đột phá giáo chủ. Mặc dù nơi này là bí cảnh, lại là thiên địa tự nhiên hình thành, bởi vậy khác với bí cảnh khác, đạo tắc nơi này đầy đủ, hoàn toàn có thể đột phá tiểu thừa cảnh. Nhưng mà, Lăng Hàn do dự một chút, hắn cứ đột phá như thế, hắn đã giao thủ với cấp giáo chủ, đúng thế, bước này sẽ mang tới biến chất, hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy những đối thủ kia thiếu sót. Linh thân, ở hóa linh cảnh, linh thân đúng là rất tốt, mỗi khi xuất hiện một linh thân sẽ có thêm một phần lực lượng, bởi vì linh thân chính là linh thân sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của bản ngã sau khi bước vào tiểu thừa cảnh linh thân chiếm ưu thế rõ ràng bởi vì chiến lược của giáo chủ là bản ngã và linh thân sau khi chia tách ra chiến lược của bản ngã sẽ giảm xuống mà linh thân càng nhiều chiến lược bản ngã càng mạnh linh thân nhiều đây là chuyện tốt không hề nghi ngờ làm cho lăng hàn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ là mặc dù linh thân là bản ngã diễn hóa ra nó luôn tồn tại ngăn cách nhất định với bản ngã không có cách gì phối hợp hoàn mỹ trừ phi dung hợp toàn bộ linh thân và bản ngã vào một thể cứ như vậy sẽ không tồn tại vấn đề phối hợp đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó là mất đi tiện lợi khi diễn hóa linh thân dù sao linh thân có thể đi xử lý một chút việc vặt vô cùng thuận tiện hơn nữa linh thân tồn tại sẽ giúp võ giả sống sót sau khi gặp nguy hiểm tính mạng linh thân cũng có thể diễn hóa thành bản ngã không nếu ta muốn truy cầu mạnh nhất ta phải đưa ra lựa chọn mà ta lựa chọn tự thân mạnh nhất lăng hàn quyết định không vội mà đột phá hắn muốn dung nhập chín linh thân vào bản ngã hắn không biết lựa chọn như vậy sẽ mang đến hậu quả gì có lẽ hắn sẽ mạnh hơn nhưng có lẽ sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu có thể đạt tới độ cao này còn muốn đột phá cực hạn phải tự mình lục lọi phía trước không có con đường tiên hiền đi qua ta không sợ lăng hàn kiên định tín nhiệm hắn bắt đầu tìm hung thú chiến đấu hy vọng thông qua chiến đấu cho mình linh cảm đánh nát linh thân dung hợp vào bản ngã đây cũng không phải nói mà thôi. Lăng Hàn hiện tại có ý nghĩ như vậy, quá trình thực hiện không thể lỗ mãng. Chiến chiến chiến, hắn đạt được băng xương tinh thể càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì Long Tiên không thể giữ lâu, cho nên, hắn cũng không có hối đoái, hắn cũng không hy vọng băng xương cự nhân thoát khốn quá nhanh. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, cho dù thế nào cũng phải trèo chống một năm. Người trên đảo dần dần tăng nhiều, trải qua hòn đảo trước tẩy lễ thực lực, người sống sót cũng được sàng lọc, chỉ ít cũng phải là cấp bậc hóa linh cảnh hoàn toàn không nhìn thấy chân ngã cảnh. Vào lúc này, Lăng Hàn lại gặp Phong Diệu Lăng mấy lần, hắn lựa chọn chiến đấu, nhưng lần nào hắn cũng bị đánh bại thật nhanh, không thể không chạy vì tính mạng của mình. Như thế qua mấy lần, hắn dần dần có cảm ngộ. Chiến linh quy nhất, hắn có thể thử một chút, chương 4865, thập biến, Lăng Hàn bắt đầu phá nát linh thân, dung hợp linh thân vào bản ngã. Nhưng mà, khó, hắn vốn muốn một hơi phá nát tất cả linh thân, nhưng phát hiện đây là chuyện viễn vông mặc dù linh thân cũng bị hắn khống chế nhưng thời điểm bị hủy diệt bản năng lại sinh ra kháng lực muốn bản ngã dung nhập chín linh thân ha ha phải biết thời điểm ở hóa linh cảnh bản ngã và linh thân có chiến lược tương tự nhau cho nên một đấu một không nhất định thắng huống chi là một đấu chín hắn cải biến cách làm không hề có lòng tham một hơi phá vỡ tất cả linh thân mà là lựa chọn một cái sau đó sử dụng tám linh thân phụ trợ cùng tiến hành chấn áp cách làm này hiệu quả đạo linh thân thứ nhất bị hao mòn từ từ năng lượng vô tận tuôn ra tầm bổ bản ngã, từ đó bản ngã lại mạnh lên. Ban đầu, hắn đạt tới hóa linh cảnh đỉnh phong, bản ngã không thể tăng thêm chút nào. Hiện tại, hắn lại tăng lên, cực hạn bị đánh vỡ lần nữa. Lăng Hàn tươi cười, đều nói hóa linh cảnh không có cực hạn, người ở chân ngã cảnh tu ra mấy cái chân ngã, như vậy hóa linh cảnh sẽ sinh ra mấy biến, bởi vì cảnh giới này tu như thế, là hạn định chết. Nhưng hắn lại sáng tạo ra kỳ tích, cửu biến là điểm cuối cùng. Ha ha, Ta dung nhập chín đạo linh thân hòa vào bản ngã, đó là thập biến. Qua 7 ngày, đạo linh thân thứ nhất đã dung hợp hoàn toàn với bản ngã, lại biến thành một bộ phận của thức hải. Thần niệm cường đại tăng lên rất nhiều, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đang muốn bắt đầu luyện hóa đạo linh thân thứ hai, lúc này hắn cảm giác bụng đói cồn cào. Cũng không phải hắn thật sự đói bụng, mà là cảm giác lực lượng suy yếu. Hắn vội vàng hấp thu lực lượng thiên địa, nhưng vô dụng hắn vẫn cảm thấy đói khát. Lăng Hàn lại đi đổi một giọt long tiên sau khi ăn vào, cảm giác đói bụng đã biến mất. Thì ra muốn bổ khuyết cảm giác đói bụng cần dựa vào thiên tài địa bảo. Cũng không có qua bao lâu, cảm giác đói bụng lại tới. Khốn kiếp, người đã thành đại gia rồi. Lăng Hàn vội vàng đi đổi một giọt long tiên, ăn vào, cảm giác đói bụng biến mất, nhưng cảm giác đói bụng tới rất nhanh. Sau khi hắn ăn bốn giọt long tiên, hắn mới thoát khỏi cảm giác đói bụng kia. May mắn lúc trước hắn góp nhặt đủ nhiều băng xương tinh thể, nếu không, hắn không thể trải qua tiêu hao như thế nhưng mà sau khi đổi bốn giọt long tiên, lang hàn biến thành người nghèo, còn tốt, không còn cảm giác đói bụng như lúc trước, bằng không thật sự khó chịu. lang hàn tự nói, nhưng mà rõ ràng nếu dung hợp một linh thân, hắn khẳng định còn cần ít nhất bốn giọt long tiên. ta nên đi con đường nào bây giờ? lang hàn chấn kinh, muốn linh thân thứ chín tiến hóa cần tới chín giọt long tiên, trước đó hắn còn lấy hai quả trái cây vàng bạc gia tăng tu vi, cho nên về sau hắn chỉ cần tám giọt long tiên nhưng còn bây giờ thì sao chỉ dung hợp một đạo linh thân đã tiêu hao hết bốn giọt long tiên như vậy hắn muốn hoàn thành thập biến cần bao nhiêu giọt hơn ba mươi giọt trời ơi, hắn cần chơi đùa tới khi nào nhưng mà mặc dù áp lực như núi nhưng lang hàn lại vui vẻ bởi vì hắn hoàn thành cửu biến cũng chỉ cần chín giọt long tiên mà hoàn thành thập biến cần ba mươi giọt trở lên ý nghĩa thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu hắn động trước tay chân cũng không có phát hiện lực lượng tăng lên về chất Ngược lại thực lực của hắn còn giảm xuống. Giảm đến mức nào? Bát biến, hắn dung hợp một đạo linh thân tương đương với thiếu đi một biến, cho nên lực lượng giảm xuống còn bát biến. Như vậy hắn dung hợp các linh thân, thực lực của hắn sẽ suy yếu, thẳng đến còn lại nhất biến, giảm xuống còn chân ngã cảnh sao? Đổi thành người khác sẽ lo lắng, thậm chí sẽ bỏ qua hành vi mạo hiểm như thế. Bởi vì đây là con đường chưa có ai đi qua, không ai muốn đi lên con đường hủy diệt. Lăng Hàn không do dự nếu hắn đã lựa chọn thì phải làm. Hiện tại từ bỏ, sau này hắn sẽ hối hận, muốn đạt tới thập biến cần hơn 30 giọt long tiên, như vậy, chờ thời điểm ta thành công, tất nhiên sẽ bộc phát lực lượng kinh thiên động địa. Lăng Hàn thì thào tự nói, hắn tràn ngập lòng tin vào mình. Nhưng mà, niệm lực của hắn không giảm xuống, ngược lại còn có tăng cường. Lại đi tìm long tiên một chút, nếu không, ta thật sự không dám tiếp tục. Hắn lại bước lên con đường tìm kiếm long tiên. Nhưng khi người tiến tới hòn đảo càng ngày càng nhiều, thu hoạch được băng xương tinh thể càng khó khăn, ba tháng sau, hắn chỉ đổi được một giọt long tiên. Lăng Hàn quyết định rời đi, lưu tại nơi này ý nghĩa không lớn. Tìm ra ngươi rồi, giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên, phong diệu lăng lại xuất hiện. Đã không biết đây là lần thứ mấy gặp nhau, nàng không nói nhảm và trực tiếp xuất thủ. Lăng Hàn không có ngạnh kháng, hắn lựa chọn bỏ chạy. Nhưng lần này, hắn trực tiếp rời đảo, phá không rời đi phong diệu lăng đuổi theo không ỏ nhưng khi đuổi theo nàng bị áp lực cường đại đè xuống từ đó nàng rơi xuống đất phù phù nàng ngã vào trong biển rộng và chìm tới đáy may mắn đây là biên giới hòn đảo bởi vậy nước biển cũng không sâu nàng nhanh chóng bỏ lên bờ nàng nhìn thấy lăng hàn biến mất trên bầu trời trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vì cái gì lăng hàn có thể bay đi nàng chính là giáo chủ ngay cả nàng cũng không thể phi hành tại sao lăng hàn lại có thể làm được sau khi đi vào bờ biển mỗi người đều nghĩ tới phương pháp đơn giản nhất để vượt biển chính là dùng bè gỗ nhưng hiển nhiên ác tặc kia nghĩ ra biện pháp thứ hai mặc dù độ khó khi bắt đầu rất cao cũng làm người khác từ bỏ hắn lại thành công chiến lược mạnh như thế tư duy lại là nhanh nhẹn như vậy không theo đại lưu suy nghĩ khác người đây là tư chất đại đế nàng lộ ra sát ý đây là đối thủ cường đại nhưng mà ta sẽ không thua ngươi nàng lập tức khôi phục tự tin bởi vì trừ nàng ra không ai biết nàng có thể nhận được trợ giúp to lớn cỡ nào. Ác tặc kia không thể so sánh với nàng, lăng hàn đạp không rời đi, hắn tiếp tục tiến lên. Có lẽ phía trước không còn loại tồn tại như hỏa diếm, băng xương cự nhân, có lẽ cũng giống như lúc trước, nhưng lăng hàn không quan tâm, hòn đảo kia có quá nhiều người, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, lúc này hắn quả quyết từ bỏ. Đế lộ dài như vậy, chẳng lẽ chỉ có chút tạo hóa như thế hay sao? Mười ngày sau, hắn lại phát hiện một hòn đảo lớn. Hắn lên đảo, chợt nhìn, thực vật trên đảo rất bình thường, sau khi quan sát một chút thì hắn nghe răng. Lá cây của thực vật trên đảo rất sắc bén, chúng giống như thần binh tuyệt thế. Mặc dù thể phách của Lăng Hàn đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ bị phiến lá quét nhẹ qua, trên người hắn đã có vết máu. Hắn còn như thế, đổi thành người khác sẽ là vết thương lớn. Không chỉ lá cây sắc bén, thân cảnh cũng đầy lực sát thương, nếu thân thể ngã vào trong bụi cây, bảo đảm sẽ bị đâm thành cái động, trực tiếp chết đi cũng không phải là không thể được. Nhưng càng làm người ta kinh ngạc chính là bản thân những thực vật này lại rất mềm mại, có thể tùy tiện bẻ gãy. Đúng là hòn đảo kỳ quái. Chương 4866, con đường biến thể. Lăng Hàn đi quanh quần đảo, bởi vì đây là kinh nghiệm, quả nhiên, sau khi đi một lúc hắn phát hiện có bãi cát, sau đó hắn xem đây là điểm xuất phát, một tên cự nhân tỏa ra kim quang lấp lánh đang ở đó. Vẫn bị vây trên cây cột, vẫn bị xích sắt trói. Thật sự không có ý tưởng mới, Lăng Hàn nuốt nước bọt, Kim sắc cự nhân đã chào hỏi tiểu gia hỏa tới tới thật sự sao chép mà được rồi lăng hàn đi qua hắn nói chuyện với kim sắc cự nhân nghe giống nhau như đúc nơi này chỉ cần ngân quang tinh thể vẫn có thể hối đoái long tiên không có cò kè mặc cả lăng hàn vẻ mặt cứng đờ như gỗ lên đường điều này cũng không biết hối đoái qua bao nhiêu lần đã quen thuộc đến chết lặng hắn tiến lên hắn tìm kiếm ngân quang tinh thể lại vừa chú ý hung thú qua lại chung quanh nhưng tìm thật lâu hắn thật sự không tìm được khối ngân quang tinh thể nào. Nhưng có tiếng gầm truyền đến, Lăng Hàn nhìn lại, hắn nhìn thấy con báo có màu vàng kim, nó dài bảy trượng, toàn thân bao phủ trong lân phiến kim loại chứ không có lông vũ. Xấu quá, Lăng Hàn nói thầm, vùng biển này có quá nhiều nơi quái gì, hắn trải nghiệm lâu cũng trở nên bình thường hơn. Kim báo cũng không quản tâm tình của hắn như thế nào, nó lập tức giết tới. Còn tốt, đây cũng không phải hung thú cấp giáo chủ, mà là cấp bậc hóa linh cảnh như thế nó dám quát tháo trước mặt lăng hàn hay sao ba quyền hai cước lăng hàn đã giải quyết con báo nhưng nắm đấm đánh vào người con báo lần phiến sắc bén đã làm mặt nắm đấm của hắn chảy máu t giống những thực vật kia rõ ràng cực kỳ mềm mại nhưng lại cực kỳ sắc bén đây chính là mâu thuẫn hóa linh cảnh có thể làm lăng hàn bị thương con báo này là kẻ đầu tiên nhưng sau khi giờ đánh chết con báo nó biến mất và chỉ để lại một viên tinh thể màu vàng khốn kiếp lăng hàn lập tức nhe răng đây nhất định chính là ngân quang tinh thể nhưng vấn đề là cự nhân có bệnh mù màu nên gọi nó là ngân quang tinh thể đây chính là màu bạc lang hàn nhổ nước bọt không thôi nhưng hắn vẫn lắc đầu hắn nhấc tinh thể màu vàng lên khó trách trước đó không có phát hiện ngân quang tinh thể hắn tìm kiếm ngân quang tinh thể có được hay không tại sao lại có màu vàng kim ta rất muốn đánh người lang hàn rất khó chịu hắn thu thập tâm tình tiếp tục đi tìm ngân quang tinh thể lần này hắn có phương hướng chính xác lại thêm chưa có người khác tới đây, thu hoạch của hắn rất lớn, ngân quang tinh thể trong tay của hắn liền càng ngày càng nhiều. Rất tốt, rất tốt, chưa rãnh một ít ra, thu hoạch ở nơi này rất lớn. Qua một lúc sau, Lăng Hàn không cười được, hắn gặp một đầu hung thú cấp giáo chủ, ban đầu hắn có thể đối kháng, nhưng lực lượng của hắn bây giờ rơi xuống bát biến, hắn làm gì có tư cách ngang hàng. Niệm lực của hắn tăng cường, nhưng hung thú nơi này kỳ thật không phải sinh linh chân chính, cho nên, sát khí xung kích cũng không có đất dụng võ, hơn nữa cũng không có địa mạch để điều động, trận đạo tông sư như hắn không thể phát huy. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ có biện pháp duy nhất là bỏ chạy. Con hung thú kia nhanh chóng truy đuổi, nó không chịu buông tha Lăng Hàn, hơn nữa còn đuổi theo rất dai, đuổi theo Lăng Hàn chừng 10 ngày, lúc này Lăng Hàn mới thoát ra được. May mắn chính là, trên đường chạy trốn, Lăng Hàn cũng không có quên tìm kiếm ngân quang tinh thể, hắn vẫn có thu hoạch rất lớn. Bởi như vậy, ngân quang tinh thể trong tay hắn đã có hơn 60 viên. Tiếp tục, Lăng Hàn im lặng mà phát tài, nhưng qua nửa tháng đã có người tới, sau đó lục tục ngo ngoe, người tới bắt đầu nhiều hơn. Hòn đảo này cũng đủ lớn, những người này đều không quan tâm kẻ khác, thu hoạch được đầy đủ thu hoạch. Sau khi gom góp 400 viên ngân quang tinh thể, Lăng Hàn bắt đầu dung hợp đạo linh thân thứ hai. Hắn tốn thời gian 3 ngày, bản ngã Lăng Hàn lại thu được tăng cường, niệm lực cũng tăng lên rất lớn, nhưng khi linh thân hoàn toàn dung hợp thì thực lực của hắn giảm xuống rất lớn. Hắn giảm xuống thất biến Giống như hắn đang phong ấn một tầng thực lực, đã phong ấn hai biến. Tiếp tục như vậy, có khả năng ta sẽ rơi xuống nhất biến, thậm chí là chân ngã cảnh. Lăng Hàn nghe rằng, hắn là kẻ đầu tiên tu tới hóa linh cảnh nhưng lại có tu vi lùi bước nhiều như thế. Nếu đặt trong tiểu thuyết, ta đây chính là nhân vật chính từ thiên tài biến thành phế vật. Lăng Hàn nuốt nước bọt, sau đó cũng cảm giác cơn đói cồn cào ập tới, hắn vội vàng đi hối đoái Long Tiên phục dụng sau khi dùng bốn giọt long tiên, rốt cuộc cảm giác đói bụng này biến mất. Ai, càng ngày càng mong đợi thời điểm ta hoàn thành thập biến, chiến lực sẽ tăng lên to lớn cỡ nào. Lăng Hàn tiếp tục đi tìm ngân quang tinh thể, bởi vì người càng lúc càng nhiều, hắn thu hoạch không lớn như trước. Có phải nên rời đi, có lẽ, còn sẽ có hòn đảo thứ tư và thứ năm, có thể tiếp tục hối đoái long tiên. Hiện tại thu hoạch mặc dù nhỏ một chút nhưng cũng có thể. Hơn nữa, đi tới một hòn đảo, so sánh kinh nghiệm cần thời gian 10 ngày, đây chính là lãng phí. Được rồi, tìm tiếp tìm, Lăng Hàn tiếp tục càn quét trên đảo, sau một tháng, thu hoạch nhỏ đến mức hắn không chịu nổi. Hắn dự định rời đi, sau đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình không có cách gì ra đảo. Có một loại lực lượng vô hình đang áp chế làm hắn không thể rời đi. Cái này, không chỉ có hắn, Lăng Hàn phát hiện có người muốn lấy bẻ gỗ rời đảo, nhưng vừa vận lái đi ba bốn trượng, bè gỗ đã bị đầu sóng đánh trở về, mặc người thúc giục thế nào cũng không được. Hiển nhiên, hiện tại không thể rời đảo, T, chẳng lẽ nói phải thả Kim Sắc cự nhân ra mới cho phép rời đi. Rất nhanh, tất cả mọi người là ý thức được điểm ấy, lần nào trong lòng run sợ. Người nơi này đều là trải qua hỏa diễm cự nhân điên cuồng giết chóc, hiện tại tới một lần. Kể từ đó, thời điểm này có thật nhiều người tìm kiếm ngân quang tinh thể nhưng vẫn ôm thái độ hờ hững. Vạn nhất thời điểm chính mình đi hối đoái là lúc Kim Sắc cự nhân thoát khốn thì sao? Khi đó không những không thể đổi được long tiên ngược lại sẽ bồi tính mạng của mình. Nhưng cũng có người to gan, người khác lười biếng, vừa vặn cho bọn họ cơ hội. Lăng Hàn là người không sợ hãi, hắn tiếp tục tìm kiếm ngân quang tinh thể, hơn nữa hiệu suất lại có tăng lên. Nửa năm trôi qua, hắn lại gom góp 400 viên ngân quang tinh thể. Hắn dung hợp đạo tinh thân thứ ba, sau đó đổi bốn giọt long tiên giải quyết vấn đề đói. Quả nhiên là lục biến, Lăng Hàn im lặng, rõ ràng thời điểm dung hợp linh thân sẽ làm hắn cảm giác bản ngã mạnh lên, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi dung hợp xong, thực lực của hắn sẽ giảm xuống. Nhiệm lực bảo trì tăng lên, phòng trừng sắp đạt tới giáo chủ Nhị Tinh. Đây là khái niệm gì? Lăng Hàn hiện tại vận dụng sát khí xung kích, giáo chủ Nhất Tinh cũng có thể bị đánh nát thức hải và miểu sát. Chương 4867, thua thiệt, nhưng bản thân Lăng Hàn cũng rất yếu đuối, nếu bị giáo chủ Nhất Tinh phục kích, có lẽ hắn sẽ xui xẻo. Tiêu chuẩn công mạnh thủ yếu, không có biện pháp ai bảo lực lượng của hắn giảm xuống lục biến. Lục biến bị giáo chủ miểu sát, chuyện này có gì lạ? Hy vọng có thể an toàn vượt qua thời gian này, vận khí của hắn không tồi, ở trên tòa đảo này đợi gần một năm, hắn không có gặp lại phong diệu lăng, có lẽ hắn đã gặp được đại vận. Cuối cùng có một ngày, kim sắc cự nhân gom góp đủ ngân quang tinh thể hắn cần và thoát khốn. Lập tức, người khổng lồ này đại khai sát giới, may mắn chính là, lần này tất cả mọi người có chuẩn bị, vừa phát hiện tình huống không đúng thì rút lui. Phong tỏa trên biển đã biến mất, quả là thế, nhất định phải thả kim sắc cự nhân ra. Lăng Hàn cũng đạp không mà đi, mặc dù lực lượng của hắn giảm xuống nhưng hắn vẫn nhìn thấy sợi tơ quy tắc, cho nên hắn vẫn có thể phi hành. Mặt khác, tốc độ của hắn cũng không chịu ảnh hưởng, hắn vẫn bảo trì như cũ, từ đó Lăng Hàn cảm giác vui mừng sâu sắc. Sau 12 ngày, hắn đã tới hòn đảo thứ tư. Còn chưa lên bờ, hắn đã thấy hòn đảo này có lôi đình bao phủ a à, lôi đảo lang hàn kinh ngạc trước đó theo thứ tự là hỏa thủy kim ba đảo hắn cho rằng nơi này có ngũ hành đảo nhưng hiện tại hắn phát hiện không đúng có lôi đảo xuất hiện suy đoán ngũ hành đảo là có sai lầm hắn đạp lên hòn đảo chỉ thấy nơi này vẫn có thực vật nhưng cành lá có lôi điện màu trắng quấn quanh bất cứ người nào cũng khiếp sợ trước tiên không quản những chuyện này nhanh đi tìm cự nhân lần này có lẽ là lôi đình cự nhân hắn tìm nơi đổ bộ sau đó xem đây là điểm xuất phát và tìm kiếm, quả nhiên hắn nhanh chóng tìm được Lôi Đình Cự Nhân. Không có nói nhảm, Lăng Hàn lập tức bắt đầu tìm kiếm Lôi Đình Tinh Thể. Lôi Đình Tinh Thể rất dễ tìm, cũng không điên đảo hai màu vàng và bạc. Lăng Hàn tiếp tục im lặng phát tài, chẳng qua sau khi dung hợp linh thân thứ tư, lực lượng của hắn giảm xuống lần nữa, hắn chỉ còn lại ngũ biến. Thời điểm hắn gặp hung thú sẽ gặp khó khăn, niệm lực kinh khủng không thể phát huy tác dụng, hắn phải quay người bỏ chạy lăng hàn vô cùng khó chịu từ khi nào hắn biệt khuất như thế hiện tại yếu là vì về sau mạnh ta nhẫn một mình phát tài không quá lâu lại có người lên đảo sau khi trải qua hòn đảo trước giày vò người dám tiếp tục lên đảo ít đi rất nhiều bởi vì không thả cự nhân trên đảo ra bọn họ không thể rời đảo nếu đi lên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian thứ hai quá nguy hiểm cho nên thật nhiều người lựa chọn không lên đảo đây chỉ là giai đoạn bắt đầu của đế lộ về sau có rất nhiều cơ duyên cần gì gặm chết nơi nguy hiểm như thế. Nhưng mà, những người này nhanh chóng quay lại, bởi vì bọn họ đi tới một đoạn sẽ phát hiện thủy chiều ngập trời, căn bản không có biện pháp tiến lên. Hiển nhiên, nhất định phải giải phóng cự nhân trên đảo, nếu không đừng ai nghĩ chặt đứt giai đoạn. Không có biện pháp, mọi người đành phải quay lại hòn đảo. Cũng may ngay từ đầu cũng không có nguy hiểm gì, còn có rất nhiều cơ duyên, từ đó mọi người bắt đầu tích cực. Thời gian thắm thoát thoi đưa, 4 tháng qua đi, quá nhiều người, thu hoạch của mỗi người trở nên nhỏ lại, chuyện ăn cướp xảy ra thường xuyên. Loại chuyện ăn cướp này diễn ra liên tục, hiện tại chỉ nhiều hơn mà thôi. Lang Hàn dạo bước giữa núi rừng, hắn nhất định phải cẩn thận, cây cỏ vô tình, chỉ cần hơi chút đụng chạm sẽ có lôi đình tập kích, mặc dù không đến mức sẽ chết nhưng cũng làm người đau khổ thật lâu. Nếu lúc này gặp lại địch nhân, đây là chuyện tồi tệ. Xa xa xa, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, sau đó hắn nhìn thấy con lợn rừng lao ra ngoài. Thân thể con lợn rừng khổng lồ, nó lao tới va chạm với lăng hàn tốc độ lao tới cực nhanh còn tốt cấp bậc hóa linh cảnh lăng hàn gật đầu hắn vẫn có thể đánh một trận với hung thú cấp bậc hóa linh cảnh hắn xông lên chiến lược bộc phát toàn bộ không có biện pháp lực lượng của hắn hiện tại giảm xuống ngũ biến nhất định phải toàn lực ứng phó phí hết công sức cuối cùng hắn cũng chém giết hung thú trên người hắn lưu lại vài vết cháy do bị lôi đình bổ trúng lưu lại lôi đình tinh thể người có thể cút đúng lúc này chỉ thấy một bóng người nhảy ra, đó là thanh niên khoảng 30 tuổi, một thân trường bào màu đỏ rất khỏe mạnh. Lăng Hàn nhìn sang người này, hắn thản nhiên nói, ngươi muốn đánh cướp ta, không sao, thanh niên áo đỏ không phủ nhận, hắn cao nghệ ẩn nói. Không nên ôm tư tưởng gì đó, ta đã thấy rõ nội tình của ngươi, chỉ là hóa linh ngũ biến, mà ta lại là cửu biến. Nếu như nói không thì sao, Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi đang tìm cái chết, thanh niên áo đỏ quát, nhanh giao lôi đình tinh thể ra đây, đừng ép ta hỏi lại một lần nữa. Lăng Hàn giang tay ra, câu trả lời của ta không phải đã rất rõ ràng. Ha ha, đúng là người chết vì tiền. Thanh niên áo đỏ lạnh lùng nói, đáng tiếc, người căn bản không bảo vệ được phần tiền của mình, chỉ uổng mạng mà thôi. Hắn ngang nhiên xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn tránh thoát thanh niên áo đỏ công kích, hắn cười nói. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội sống sót, xin lỗi ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết ha ha ha, đúng là trò cười. Thanh niên áo đỏ cười nhạo, cho rằng tránh được một kích của mình thì có thể lật cả bầu trời hay sao? Đúng là tự tin, Lăng Hàn mỉm cười, không tin, người có thể thử một chút. Không biết mùi vị, thanh niên áo đỏ xuất thủ lần nữa, hắn hiện tại không muốn nhanh chóng xử lý Lăng Hàn, hắn muốn bắt đối phương sau đó từ từ tra tấn để hưởng thụ cảm giác yêu Việt. Lần này, Lăng Hàn không tiếp tục trốn tránh, lực lượng của hắn đã giảm xuống, đáng tiếc lực lượng không có. Sát khí xung kích, ông, niệm tới công tới a à, thanh niên áo đỏ kêu la thảm thiết hai tay ôm đầu nhưng kinh khủng là mắt mũi tai của hắn đang phun máu tươi thức hải của hắn bị trọng thương trực tiếp ảnh hưởng tới nhục thân đây là nguyên nhân lăng hàn hạ thủ lưu tình nếu không với thần thức công kích có thể trảm giáo chủ nhất tinh chỉ là hóa linh cảnh thì làm sao có thể ngăn cản một kích của hắn đôi mắt thanh niên áo đỏ đổ máu hắn hoảng sợ nhìn lăng hàn thật đáng sợ không ra tay cũng làm toàn bộ linh thân trong thức hải của hắn vỡ nát Chiến lực đã giảm xuống chân ngã cảnh. Ngươi là quái vật gì?" Lăng Hàn mỉm cười, "Hiện tại tin tưởng chưa?" Thanh niên áo đỏ khóc, "Sớm biết Lăng Hàn khủng bố như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ra cướp bóc. Ăn cướp lôi đình tinh thạch đổi lấy Long Tiên, mà đổi lấy Long Tiên giúp mình cường đại, hiện tại làm sao bây giờ?" Trực tiếp từ cửu biến rơi xuống chân ngã cảnh, thật thua thiệt, chương 4868, hổ xuống đồng bằng. Nhưng mà, hiện tại thanh niên áo đỏ không tâm tình chú ý vấn đề tu vi mà là lo lắng tính mạng của mình. Bây giờ đối phương muốn lấy mạng của mình dễ như trở bàn tay. Hóa linh chân quân muốn giết chân ngã cảnh, không phải chuyện nhấc tay hay sao? Tha mạng, hắn miễn cưỡng quỳ xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên lăng hàn. Mặt mũi, trước mặt tính mạng, mặt mũi tính là cái gì? Lăng hàn mỉm cười, giao lôi đình tinh thạch ra đây. Khốn kiếp, bị đánh cướp ngược lại. Thanh niên áo đỏ bất đắc dĩ, hắn giao pháp khí không gian cho lăng hàn. Hắn thật sự hối hận. Lăng Hàn dùng thần thức quét qua, nha, bên trong lại có 79 viên lôi đình tinh thể. Cảm ơn, hắn cười nói, thanh niên áo đỏ khóc không ra nước mắt, lúc này mất cả trì lẫn chày. Đúng lúc này, thân hình Lăng Hàn khẽ động và biến mất. Lúc này thanh niên áo đỏ mới xác định Lăng Hàn không có giết mình, hắn ngã ngồi dưới đất, trái tim đập mạnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cuối cùng vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Hắn sinh ra tâm tình may mắn, Lăng Hàn hoàn toàn có thể giết chết hắn hiện tại chỉ cướp sạch của hắn mà thôi từ điểm đó mà nói lăng hàn nhân từ cỡ nào nghĩ như vậy trong lòng của hắn không còn oán hận lăng hàn lăng hàn cất bước đi khắp nơi tìm kiếm lôi đình tinh thể trên đảo có nhiều người như vậy hắn khẳng định gặp được những người khác chỉ có gặp mặt rồi vượt qua có người đánh cướp hắn hắn không khách khí với đám người này khẳng định sẽ đánh cướp ngược lại nhưng mà cũng có kẻ khó chơi một khi tu vi vượt qua giáo chủ nhị tinh lăng hàn hiện tại khẳng định không đánh lại cho nên hắn phải chạy trốn. Thực lực của hắn tiến thêm một bước tới hóa linh tam biến, bởi vì hắn đã dung hợp sáu đạo linh thân, hắn ứng phó hung thú trên đảo càng khó khăn, những hung thú này không phải hung thú chân chính. Một ngày nào đó, hắn gặp một con hung thú hóa linh bát biến, hắn không làm gì cả, lập tức co chân bỏ chạy. À, hắn lao đi trên không trung, mà bên dưới có người đi ngang qua, ánh mắt nhìn lướt qua và ngạc nhiên. Người này là khổng vô dạng, thế hệ bạch ngân của khổng tước đế tộc. Hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra Lăng Hàn mặc dù Lăng Hàn có biến hóa nhất định so với trước kia nhưng hắn hận Lăng Hàn lớn hơn trời, cho dù Lăng Hàn hóa thành cho thì hắn cũng nhận ra. Vấn đề là, con hung thú đuổi theo Lăng Hàn chỉ có thực lực hóa linh bát biến. Bát biến đuổi Lăng Hàn chạy khắp nơi, hắn hiểu rõ tính cách của Lăng Hàn, gia hỏa này có một tia phần thắng sẽ không bỏ trốn. Cho nên, chiến lực Lăng Hàn hiện tại không bằng hung thú bát biến. Trái tim của hắn đập mạnh, trước đó, Hắn đã sớm từ bỏ suy nghĩ đi tìm Lăng Hàn đòi lại mặt mũi, tên kia quá yêu nghiệt, chỉ có thể nhìn thế hệ Hoàng Kim chấn áp. Thậm chí hắn có loại cảm giác, cho dù thế hệ Hoàng Kim cũng chưa chắc có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng bây giờ, đột nhiên hắn ý thức được cơ hội của mình tới rồi. Đuổi theo, hắn lập tức lao tới và đuổi theo sau lưng Lăng Hàn. Được đế tộc không ngừng dùng tài nguyên ủng hộ, hắn đã bước vào giáo chủ, mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng đã thu nhỏ khoảng cách với thế hệ Hoàng Kim cảnh giới võ đạo càng cao tuổi tác tranh lệch mang tới tu vi tranh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ ví dụ như cấp độ thánh nhân tranh lệch một hai vạn tuổi cũng chỉ là chuyện bình thường rất nhanh hắn đã bỏ qua hung thú bởi vì tốc độ không kịp lăng hàn tự nhiên bị ném lại phía sau nhưng hắn chính là giáo chủ hắn làm sao bị người ta bỏ lại chứ phía trước lăng hàn đã ngừng lại hắn cũng đáp xuống đất lăng hàn hắn từ tốn nói nha đây không phải khổng đế tử sao lăng hàn cười nói Khổng vô dạng đánh giá lang hàn một hồi, mở miệng nói. Với thiên phú võ đạo của ngươi, lại thêm nơi này có nhiều cơ duyên, ngươi chỉ ít cũng đã là hóa linh cửu biến, hiện tại ngươi lại luôn lạc tới mức không dám đánh với hung thú bát biến. Tính cách của ngươi, phàm là có chút cơ hội thắng sẽ không bỏ trốn. Cho nên, ngươi nhất định xảy ra vấn đề lớn trên vấn đề tu luyện, từ đó dẫn đến chiến lược sụt giảm. Ta nói, ngươi chỉ là dân đen thì làm sao có thể ngang hàng đế tử, ngươi nhất định tu luyện công pháp tà môn nào đó, từ đó giúp người vô địch cùng dai nhưng lại ẩn chứa di chứng. Khả năng, đột phá tiểu thừa cảnh chính là thời điểm bộc phát. Nghe hắn phân tích kết thúc, Lăng Hàn cũng phải bội phục. Thật không hổ là đế tử, từ một ít manh mối như vậy đã suy đoán gần chính xác, trừ bộ phận tu luyện tà pháp. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không cho rằng chính mình xảy ra vấn đề lớn, mà là hắn sẽ bộc phát sau khi khôi phục, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, hắn nhất định sẽ nghênh đón thực lực tăng trưởng khủng bố dù sao hắn cũng không cần giải thích với đối phương, hắn rất sung sướng gật đầu. Không sai, hiện tại tu vi ta đã giảm xuống, chỉ còn khoảng tam biến mà thôi. Nhìn thấy lăng hàn thống khoái thừa nhận như vậy, khổng vô dạng cũng nghi thần nghi thần nghi quỷ. Có phải đây là cảm bẫy chờ hắn nhảy xuống hay không? Nhưng vấn đề là, tại sao lăng hàn lại đi con đường này? Hơn nữa, làm như vậy có ý nghĩa sao? Lui một vạn bước mà nói, cho dù lăng hàn chỉ ngụy trang ra, nhưng hắn là hóa linh cảnh không thể nghi ngờ. Như vậy, hắn là giáo chủ thì có cái gì phải kiên kỵ. Đã như vậy, ngươi nên nhận mệnh đi. Khổng vô dạng lập tức ra tay với lăng hàn. Oanh, lực lượng cấp giáo chủ sôi trào, bàn tay, răng đầy thần văn, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải hắn còn kiêng kỵ lôi đình trên cỏ cây bốn phía, uy lực của một kích này sẽ tăng lên mấy thành. Nhưng mà, chấn áp một hóa linh cảnh còn chưa đủ sao. Lăng Hàn không có ngạnh kháng, hiện tại hắn chỉ là tam biến, hắn làm sao đánh lại. Ta chạy, hắn phát động phượng rực thiên tường, thân thể lao đi như bão táp, đồng thời, hắn còn đánh ra một kích sát khí xung kích. Đáng tiếc là, cho dù cường độ niệm lực của hắn tăng lên cấp giáo chủ nhưng vẫn vô dụng trước bảo vật đại đế, sát khí xung kích không có hiệu quả chút nào. Lăng Hàn cũng không có thất vọng, việc này nằm trong dự kiến của hắn, hắn chỉ ôm hy vọng thử một lần. Ha ha, quả là thế, nhìn thấy Lăng Hàn không dám tiếp chiêu và lựa chọn bỏ chạy, khổng vô dạng càng ổn định tâm thần, xem ra Lăng Hàn thật sự xảy ra vấn đề nhận lấy cái chết, hắn nhanh chóng truy đuổi, bị Lăng Hàn đánh thảm bại, hắn biến thành trò cười trong học viện tổ vương, thậm chí người trong gia tộc còn không chờ đợi hắn nữa, thế hệ trẻ tuổi cũng mất đi kinh ý với hắn. Hiện tại, đây là cơ hội báo đại thù, hắn làm sao không hưng phấn chứ? Chết, 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 hắn nhanh chóng truy đuổi, hắn muốn đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Nhưng Phượng Dực Thiên tường chính là thân pháp nhanh nhất thế gian, có một không hai, lực lượng Lăng Hàn đã rớt xuống, nhưng tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng, hỏa dược vỗ mạnh và hắn đã vứt bỏ khổng vô dạng lại phía sau. Người chạy mùng một, người không thể chạy ngày rằm, khổng vô dạng ở phía sau quát lớn, lần này, khí phách của hắn bộc phát không ai bị nổi. chương 4869 còn thiếu một chút. Bỏ ra chút công phu, Lăng Hàn đã vứt bỏ khổng vô dạng. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như thập biến không suy yếu thực lực của hắn, mà là tăng cường, hắn sẽ sợ đánh một trận. Nếu như khổng vô dạng không phải đế tử, vậy hắn phát động sát khí xung kích cũng có thể làm đối phương phải quỳ xuống chờ hắn chinh phục. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nhìn ra hỏa này khoa trương. Có có ba linh thân, sau khi dung hợp toàn bộ dung hợp thì ta là long hay là trùng, tất cả đều có thể thấy được. Hiện tại, người cứ đắc ý đi, nhưng mà, khổng vô dạng nhanh chóng báo chuyện lăng hàn tu luyện xảy ra vấn đề truyền bá rộng rãi, một truyền mười, mười truyền trăm, người trên toàn đảo đều nhanh chóng biết rõ. Không ít người đều có suy nghĩ săn giết lăng hàn rất đơn giản, Lăng Hàn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng bị nghiền ép hai người, có thiên tài nào quật khởi một cách vô duyên vô cớ hay không. Cho nên, trên người Lăng Hàn khẳng định cất giấu đại bí mật, có được, nói không chừng sẽ biến mình thành Lăng Hàn thứ hai. Trên đảo sóng ngầm phun trào, rất nhiều người lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ đuổi bắt Lăng Hàn. Nếu như thành công bắt giết, khi đó có thể im lặng phát tài, bằng không thì tin tức truyền ra, có lẽ mình sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp. Tình cảnh của Lăng Hàn càng ngày càng hỏng bét, người muốn giết hắn cũng không phải một hai người, mà là một đoàn. Còn tốt, hiện tại cũng chỉ có giáo chủ nhị tinh trở lên mới có thể uy hiếp được hắn, đương nhiên, ngoại trừ đế tử, bọn họ mang bảo vật đại đế cho nên không sợ sát khí xung kích, Lăng Hàn không có cách nào. Nhưng đế tử vốn không nhiều, hơn nữa phân tán ở 99 con đường, cho dù vận khí của Lăng Hàn có kém, đế tử trên đoạn đường này là nhiều nhất, như vậy cũng không có khả năng nhiều đến tình trạng không hợp thói thường ba năm người là hết cỡ. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn gần như không có khả năng lại đi thu hoạch lôi đình tinh thể, hắn chỉ có thể chờ người khác gom góp đủ tinh thể, lôi đình cự nhân thoát khốn, từ đó hắn có thể rời khỏi hòn đảo này. Thấm thoát, hai tháng qua đi, trong thời gian này, Lăng Hàn không ngừng bị người truy sát, thực lực yếu bị hắn giết một nhóm, thật sự cho rằng hắn là hổ xuống đồng bằng, người nào cũng có thể lấn hắn. Nhưng có rất nhiều người hắn không giải quyết được, không thể không tránh né khắp nơi. May mắn hòn đảo rất lớn, bằng không trên biển không thể đi, tình cảnh của hắn khẳng định sẽ hỏng bét hơn nữa. Cuối cùng, lôi đình cự nhân thoát khốn, lăng hàn xông ra khỏi lôi đảo trước tiên, hắn đi tới hòn đảo kế tiếp. Nếu như nó tồn tại, hắn chỉ cần thêm 12 giọt long tiên, khi đó tất cả linh thân của hắn sẽ dung hợp, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn là người lên đảo đầu tiên, hắn nắm giữ ưu thế thật lớn. Hắn đạp không mà đi, dẫm lên sợi tơ quy tắc, một đường bay đi còn nhanh hơn bẻ gỗ rất nhiều. Mười ngày sau, hắn thấy được hòn đảo thứ năm, quang minh vạn trường, hắn bước lên hòn đảo, hắn nhìn thấy cây cỏ đang phát ra hào quang, sáng đến mức mắt hắn như bị mù. Khốn kiếp, nếu như không thể mở mắt ra, làm sao tìm đồ. Qua thật lâu, rốt cục hắn cũng thích ứng. Hắn đi khắp đảo tìm cự nhân, ách, cự nhân cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cũng kịch bản cũ, Lăng Hàn bắt đầu tìm kiếm quang minh tinh thể. Vô cùng, vô cùng khó tìm. Cảm giác mắt chó sắp bị mù, làm sao tìm được? Lão hắc ở đây sẽ dễ tìm hơn hay sao? Lang Hàn vừa mắng vừa tìm kiếm, hiện tại hắn chỉ có thực lực tam biến, hắn càng khó đánh nhau với hung thú, tuyệt đại bộ phận đều là hắn bỏ chạy, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể lục lọi tìm quang minh tinh thạch. Cũng may, hắn có ưu thế tiên cơ, sau 20 ngày, hắn gom góp được 100 viên quang minh tinh thể. Qua 40 ngày sau, những người khác cũng lần lượt lên đảo. Từ đó có thể thấy được Mặc dù trước đó Lăng Hàn bỏ thời gian ra nghiên cứu sợi tơ quy tắc là hoàn toàn đáng giá, hơn nữa là siêu giá trị. Bởi vì ánh sáng chói mắt làm mù mắt người khác, tự nhiên làm đám người truy sát Lăng Hàn biến thành vô cùng khó khăn, từ đó Lăng Hàn không cần phiền toái như trước. Lại qua 4 tháng, Lăng Hàn gom góp được 400 viên quang minh tinh thể. Hắn lập tức dung hợp linh thân, sau đó đi hối đoái Long Tiên bổ sung cảm giác đói bụng. Quả nhiên, hắn cảm giác bản ngã lớn mạnh, nhưng cuối cùng, Lực lượng của hắn lại giảm xuống nhị biến. Một năm qua đi, nhưng Quang Minh cự nhân vẫn không có thoát khốn, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, muốn tìm được Quang Minh tinh thể cực kỳ khó khăn. Mỗi người đều có thu hoạch quá mức bé nhỏ, bao quát lang hàn cũng giống vậy, nhưng đã bị vây trên đảo, mọi người chỉ có thể kiên trì. Lại là ba tháng trôi qua, Quang Minh cự nhân đã thoát khốn. Lúc này mọi người lại đào vong, lang hàn trước tiên đạp không bay đi, 10 ngày sau, hòn đảo thứ sáu xuất hiện. Trên đảo có đủ màu sắc. Hòn đảo màu sắc lộng lẫy và cực kỳ xinh đẹp. A, à, đây là đảo gì? Lăng Hàn đạp lên, hắn lập tức cảm giác đầu óc choáng váng. Hắn vội vàng mở màn sáng tinh thần ra bảo vệ bản thân, cũng ngăn cách hoàn cảnh đặc thù chung quanh. Độc, hắn lập tức ý thức được đây là một hòn đảo đầy độc, mỗi một cây hoa cỏ đều tỏa ra độc khí, cho nên hắn suýt chút nữa đã hôn mê. Khó trách hòn đảo này đẹp thế, độc là thứ rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ hắn đi trước cự nhân trên đảo này đó là cự nhân đầy màu sắc muốn lăng hàn tìm kiếm thất sắc tinh thể hối đoái long tiên không có lãng phí thời gian lăng hàn lập tức xuất động trong tay hắn nắm giữ ưu thế thời gian hắn không thể lãng phí thời gian trôi qua nhanh chóng thời điểm nhóm người đầu tiên lên đảo thì lăng hàn đã có thể hối đoái hai giọt long tiên hắn tiếp tục tìm kiếm bởi vì thực lực giảm xuống hắn không thể làm gì được hung thú chỉ có thể né tránh lại qua ba tháng thất sắc tinh thể trong tay hắn đạt tới 400 viên. Lăng Hàn không có lập tức đi hối đoái, hắn quyết định tích lũy 8 giọt long tiên. Lăng Hàn, oanh, khổng vô dạng giết tới, hắn xuất một trường, lực lượng giáo chủ sôi trào. Nhiều ngày đi qua, thực lực của hắn tiến thêm một bước dài, mặc dù còn không có bước vào nhị tinh nhưng không còn xa. Rất bình thường, Lăng Hàn có thể lấy được long tiên, chẳng lẽ hắn không được sao? Lăng Hàn không có ham chiến, hắn lập tức bỏ chạy. Ha ha, chạy đi đâu, lại có bàn tay che khuất bầu trời. Đó lại là một tên đế tử, kim đỉnh đế tộc Thạch Hào, cũng là thế hệ Bạch Ngân. Trên đảo này có hai tên thế hệ Bạch Ngân, không biết bọn chúng liên thủ khi nào. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn phát động phượng dực thiên tường, hắn xuyên qua khe hở trước khi hai tên đế tử hình thành xu thế vây kín. Ghê tởm, khổng vô dạng tức giận, lần này lại để Lăng Hàn chạy thoát. Đuổi theo, hắn và Thạch Hào truy kích Lăng Hàn, nhưng phượng dực thiên tường quá nhanh, cho dù hai người toàn lực truy kích cũng vô dụng, bọn họ đã mất dấu. Không sao, kẻ này tu luyện xảy ra vấn đề, chiến lực không ngừng giảm xuống. Lần sau gặp lại sẽ giết hắn dễ như trở bàn tay. chương 4870, hoàn toàn dung hợp. Lăng Hàn vứt bỏ truy binh, hắn tiếp tục tìm kiếm thất sắc tinh thể. Mặc dù số người tăng nhiều, hiệu suất của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng thu hoạch không ít, số lượng thất sắc tinh thể đang tăng lên. 500, 600, 700, nhanh, hắn sắp tìm được 800 tinh thể. Lăng Hàn đi dạo trong núi, màn sáng tinh thần mở ra chống cự khí độc xâm lấn. Khí độc có mặt ở khắp nơi, cũng làm người ta phải phòng bị mọi lúc mọi nơi. Kỳ thật như vậy khá tốt, có chút khu vực khí độc ăn mòn rất mạnh, rất dễ dàng ăn mòn màn sáng tinh thần, lúc cần thì hắn phải bổ sung bí lực. Trước đó, Lăng Hàn sẽ tận lực tránh những khu vực này, nhưng bây giờ người càng ngày càng nhiều, thất sắc tinh thể khó tìm, bởi vậy, hắn cũng tập trung ánh mắt vào nơi này. Hiểm địa như thế, người tiến vào không nhiều. Lăng Hàn tiến vào bên trong, màn sáng tinh thần bị ăn mòn rất nhanh, nhiều lắm chỉ có thể trèo chống 2-3 giây là vỡ vụn. Lăng Hàn vận chuyển bí lực chữa trị hộ thuẫn tổn hại. Đối với người khác, đây là tiêu hao rất lớn, căn bản không chống được bao nhiêu thời gian, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại là chuyện nhỏ. Lực lượng của hắn giảm xuống nhưng bí lực dự trữ không có, tương phản, còn có tăng lên không nhỏ. Cho nên, người khác tiến vào khu vực này chỉ có thể dừng lại 10 phút, khi đó nhất định phải rời đi, nếu không bí lực hao hết sẽ bị độc chết tại chỗ. Mà Lăng Hàn có thể dừng lại tùy ý, quả nhiên, nơi này không có người. Lăng Hàn tìm một vòng, hắn nở nụ cười, 800 thất sắc tinh thể, đủ, đi, đương nhiên hắn không có khả năng dung hợp linh thể trong khu vực này, bởi vậy, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Ai biết hắn vừa mới đi ra khỏi khu vực này, đối diện lại có 7 người đi tới, đều là nam tử trẻ tuổi, mỗi người đều tỏa ra khí chất oai hùng. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, 7 người này sững sờ, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau trong khu vực kịch độc này bọn họ chỉ sững sờ một người trong đó liền nói lang hàn trên mặt mang theo vui mừng lang hàn mỉm cười hiển nhiên người vui vẻ như vậy bởi vì chúng ta không phải bằng hiếu không sai người kia cười to đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu trên người ra hỏa này ẩn dấu bí mật nghịch thiên hơn nữa hắn vừa bước ra khỏi khu vực kịch độc hiển nhiên hắn cũng thu được thất sắc tinh thể bắt lấy hắn bảy người kia nhìn xem trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung bọn họ xông lên đều là hóa linh cảnh không phải bát biến cũng là cửu biến thực lực có thể nói tương đối bất phàm lang hàn mỉm cười sát khí xung kích bộc phát bành 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 có sáu người vỡ vụn thức hải mà chết chết trong nháy mắt chỉ có một người may mắn sống tiếp nhưng vẻ mặt đầy thống khổ hắn mang theo một kiện bí bảo niệm lực có thể chống cự thần hồn xung kích nhưng bị sát khí xung kích như thế bí bảo trực tiếp vỡ vụn nhưng cũng bởi vì thế mà ngăn cản rất nhiều uy lực hắn mới may mắn không chết. Người kia hoảng sợ, bọn họ thấy có tới 7 người, đều là đạo tử, nhưng bọn họ không ngăn cản một chiêu của Lăng Hàn. Ai nói ra hỏa này tu luyện xảy ra vấn đề, rõ ràng cũng chỉ là hóa linh cảnh nhưng có lực sát thương của giáo chủ, hắn là siêu cấp đại quái vật. Hắn run lẩy bẩy, thì ra cho rằng đụng đại cơ duyên, không nghĩ tới lại là tuyệt lộ. a, à, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lại dùng sát khí xung kích, phốc, thức hải của người kia vỡ vụn. Bảy người này đều có không ít thất sắc tinh thể, gộp lại cũng có hơn 200 viên, Lăng Hàn tìm được món tiền nhỏ. Hắn tìm nơi có độc khí tương đối yếu, sau đó bắt đầu dung hợp linh thân thứ 8. Ba ngày sau đó, hắn thuận lợi hoàn thành, giống như lúc trước, bản ngã cường đại một mảng lớn, nhưng lực lượng lại bị phong ấn, hắn biến thành nhất biến. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn đi đổi Long Tiên. Lăng Hàn, oan ra ngõ hẹp, vừa mới ăn Long Tiên vào, khổng vô dạng đã lao tới. Oanh, hắn tỏa ra sát ý tràn ngập, xuất thủ như điện. Lăng Hàn không ham chiến, hắn xoay người rời đi. Lăng Hàn, người không phải rất uy phong rất bá đạo sao? Khổng vô dạng vừa đuổi theo vừa truyền âm nói. Ta nhớ, người trước kia không có nhát gan sợ chết như thế. Hắn muốn kích Lăng Hàn trở lại giao chiến. Nhưng Lăng Hàn không quan tâm tới hắn, phượng dực thiên tường phát động, hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với khổng vô dạng. Yên tâm, ta sẽ đích thân chặt cái đầu chó của ngươi. Hắn nói lại một câu như thế khổng vô dạng đuổi theo mấy bước và bỏ đi không có biện pháp thực sự đuổi không kịp hắn buồn bực rõ ràng lực lượng lăng hàn giảm lớn tu luyện xảy ra vấn đề lớn nhưng vì cái gì tốc độ lại không giảm thậm chí hắn là đế tử tu vi giáo chủ cũng không đuổi kịp phượng dực thiên tường hắn lẩm bẩm chỉ có chân hoàng truyền thừa thân pháp vô thượng mới nhanh như thế đôi mắt hắn lấp lánh tràn đầy tham lam lại có thêm lý do bắt lấy lăng hàn phượng dực thiên tường đấy cho dù là đại đế đều cảm thấy hứng thú ta nhất định sẽ bắt được ngươi hắn nói lăng hàn tu luyện ra vấn đề lớn thực lực giảm mạnh cứ theo đàn này hắn có khả năng sẽ giảm xuống chân ngã cảnh như vậy giáo chủ muốn giết chân ngã cảnh khó khăn hay sao cũng không tin tốc độ của ngươi còn có thể nhanh như vậy hắn có chút bận tâm tuyệt không thể để người khác nhanh chân đến trước lăng hàn chạy đi một lúc hắn lập tức tìm một nơi có độc tính yếu để khôi phục rốt cuộc là tiếu ngạo cửu thiên hay rơi vào vực sâu tất cả đều phải xem lần này Hiện tại bản ngã vô cùng cường đại, tùy tiện liền có thể hấp thu linh thân thứ 9. Chỉ dùng thời gian hơn 2 ngày, linh thân thứ 9 cũng hoàn toàn dung hợp vào trong thức hải, cũng không có phân chia với nhau. Bang, lúc này, đột nhiên giữa thiên địa có tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen dày đặc bao phủ phía trên độc đảo. Phải biết, từ khi tiến vào nơi này, mặc dù có phân chia ngày sáng đêm tối, nhưng chưa bao giờ xuất hiện thời tiết cực đoan, cho nên, sau khi nghe thấy tiếng sấm, tất cả mọi người đều nhìn sang mây đen đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ bị thuấn di đến lôi đảo, nhưng cho dù là lôi đảo, lôi đình cũng trải rộng trên thực vực của hòn đảo, nào giống như lúc này. Nhưng mà, đế tử lại nhíu mày, bọn họ kiến thức rộng rãi, chẳng những biết rõ bí mật trong rất nhiều cổ kịch, đó là thời điểm bản thân ai đó đột phá cực hạn và dẫn tới thiên địa lôi kiếp. Đây là có người phá vỡ cực hạn, hơn nữa còn bị thiên địa ghen ghét. Ai, tên nào có thể may mắn phá vỡ cực hạn, có mấy người lập tức liên tưởng đến Lăng Hàn, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không có khả năng, gia hỏa này tu luyện xảy ra vấn đề lớn, thực lực sụt giảm, làm sao có thể đánh vỡ cực hạn. Nói đùa gì vậy, nhìn lôi vân trên trời, tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Người này là ai? Chương 4871, mạnh bao nhiêu? Âm, um, một tia chớp đánh xuống, cùng lúc đó, trong thức hải của Lăng Hàn xuất hiện ma mà ảnh màu đen. Hình dạng của nó nhìn không rõ ràng, hoàn toàn do sương mù màu đen tạo thành nó tỏa ra sát ý vô cùng đáng sợ giống như đại ma đầu trải qua vô số lần giết chóc. Oanh, hắn theo thiểm điện mà đến, nhưng không có biến mất theo thiểm điện, hắn giơ tay tàn phá bừa bãi trong thức hải của Lăng Hàn. Lăng Hàn không cho nó làm càn, đây là thiên địa ngưng tụ để chém giết mình. Điều này nói rõ cái gì? Mặc dù con đường hắn đi chưa từng có người đi qua, không nhìn thấy phần cuối nhưng lại cực kỳ cường đại, từ đó bị thiên địa ghen ghét, cho nên sẽ dáng tâm ma chém giết hắn, từ đó đánh chết hắn tại chỗ. Giết, niệm lực của hắn cũng hóa thành hình người và tấn công ma ảnh. Bang, 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 hắn đại chiến với ma ảnh, rõ ràng đều là thần hồn nhưng đại chiến sinh ra sóng to gió lớn. Ma ảnh rất mạnh, thậm chí đạt đến cấp giáo chủ. Đổi lại một người khác, cho dù là thập biến cũng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì tu vi cảnh giới và cường độ thần hồn là hai việc khác nhau. Nhưng thần hồn lăng hàn lại cực kỳ yêu nghiệt, trước đó vượt qua bỉ ngạn, linh hồn của hắn thoát thai hoán cốt, đạt đến trạng thái hoàn mỹ hắn đại chiến cùng tâm ma song phương người tới ta đi tất cả đều là chiêu thức liều mạng sát khí sung kích lang hàn đánh ra công kích thần niệm mạnh nhất ý thức hóa thành kiếm vỗ chém vào ma ảnh ma ảnh trọi cứng cho dù hóa giải kiếm vỗ nhưng trên người của nó cũng cắm vài thanh kiếm từ đó nó cũng ảm đạm mấy phần nhưng nó lập tức liền phát động phản kích nó há miệng phun ra châu chấu màu đen đương nhiên châu chấu cũng là ý thức biến thành nhưng lít nha lít nhít giống như quái vật địa ngục lang hàn xuất quyền cực nhanh Oanh, phần lớn châu chấu bị hắn tiêu diệt, nhưng cũng có số ít lọt lưới và tấn công hắn. Ngô, lang hàn rên rỉ, lực sát thương của châu chấu thật sự không nhỏ, đánh vào trên người hắn, ý chí võ đạo kỳ dị ma diệt linh hồn của hắn. Giết, hắn hét lớn một tiếng, hồn thể phát sáng, cực kỳ thông thấu hoàn mỹ. Linh hồn của hắn đã sớm đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thậm chí đã không yếu hơn cấp giáo chủ, hắn đâu thể yếu như vậy được. Oanh, tái chiến, lại liều mạng, ma ảnh thực sự cường đại, lại có thể va chạm với linh hồn hoàn mỹ của Lăng Hàn, hai linh hồn không ngừng tiêu hao, sau mỗi một kích đều có mảnh vụn linh hồn rơi xuống. Chúng cũng không rơi vào thức hải đơn giản như vậy, mà là tan thành mây khói. Linh hồn thể của Lăng Hàn vốn cao 10 trượng, bây giờ chỉ còn 3 trượng. Đương nhiên, hắn chỉ cần một ý niệm là linh hồn sẽ phóng đại, nhưng khi đó cường độ sẽ yếu đi rất nhiều. Ma ảnh cũng không tốt hơn chỗ nào, thân thể cũng bị gọt cực kỳ thê thảm. Lăng Hàn không vội mà còn mừng Mặc dù hắn bị mài đi rất nhiều mảnh vụn linh hồn, nhìn thì thần niệm yếu đi rất nhiều, nhưng từ góc độ cường độ thì hắn lại nâng cao thêm một bước. Bỏ đi tạp chất lấy lại tinh thuần, tính bền dẻo cũng mạnh hơn. Phải biết, linh hồn thể của hắn đã hoàn mỹ, hắn tinh luyện từ phương diện này, chiết xuất cường độ linh hồn sẽ đáng sợ cỡ nào. Thiên kiếp vừa là chắc trở, cũng là cơ duyên, vượt qua, cường độ linh hồn tăng vọt, đây chính là chuyện tốt, nhưng vạn nhất không thể vượt qua, linh hồn sẽ bị ma ảnh tiêu diệt khi đó chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, đây là con dao hai lưỡi. Lăng Hàn không sợ, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chiến đấu. Chiến chiến chiến, hắn hiện tại không quan tâm thắng bại, hắn chỉ muốn đánh một trận oanh liệt mà thôi. Linh hồn thể của hắn càng ngày càng nhỏ, mà ảnh cũng giống như thế, từ 10 trượng đến 3 trượng, từ 3 trượng đến 1 trượng, lại đến 3 thước, 1 thước, nửa tấc. Hai linh hồn thể sắp bị ma diệt nhưng vẫn huyết chiến như cũ. Phá, lăng hàn hét lớn một tiếng hắn đánh ra một quyền cuối cùng Bang! ma ảnh bị hắn đánh nát triệt để tan thành mây khói lần này quá nguy hiểm chỉ cần ma ảnh có thể lại kiên trì vượt qua một chiêu này như vậy nó phản kích sẽ tiêu diệt lăng hàn cũng mặc kệ thế nào lăng hàn thắng a à, ma ảnh bị đánh nát mảnh vụn linh hồn của nó hóa thành năng lượng tinh khiết tẩm bổ linh hồn lăng hàn đừng nhìn nó chỉ còn lại nửa tấc năng lượng lại cực kỳ nồng đậm cường độ linh hồn đạt đến mức đáng sợ chính là thánh phẩm linh hồn vô thượng thức hải của Lăng Hàn sôi trào, dường như sinh ra biến hóa khó hiểu. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Lăng Hàn phát hiện thức hải của hắn biến thành biển cả màu vàng óng. Linh hồn thể của hắn biến hóa lại bình thường, bình thường không có gì khác lúc trước, nhưng hắn khoát tay, thiên địa đạo tắc đều xuất hiện trong lòng bàn tay. Điều động thiên địa đạo tắc, tự nhiên cần dựa vào thần niệm, thần niệm càng cường đại, tốc độ điều động thiên địa đạo tắc càng nhanh, uy năng cũng càng cường đại. Xeo, Lăng Hàn mở hai mắt ra, hai vệt thần quang xuất hiện và bắn vào không trung vô tận dường như có thể hiểu thấu thiên địa nhưng đôi mắt của hắn biến trở lại bình thường chỉ còn lại ánh mắt thâm thúy như nước hồ thu ta hiện tại mạnh bao nhiêu lang hàn đứng lên tùy ý hoạt động tay chân một chút hắn chỉ cảm thấy có lực lượng vô tận kinh khủng đang cuộn trào dường như hắn xuất ra một quyền cũng có thể hủy thiên diệt địa thập biến từ xưa đến nay hắn là thập biến duy nhất trong thiên địa không tốt đói lang hàn vội vàng chạy tới chỗ cự nhân hắn muốn hối đoái Long Tiên để giải quyết cảm giác đói bụng. Thập biến không nằm trong phạm vi tu luyện bình thường, cho dù là đế kinh cũng không cách nào tu luyện cảnh giới này, trừ phi Lăng Hàn suy nghĩ khác người, tự sáng tạo một bộ công pháp, từ đó đền bù công pháp tu luyện của cảnh giới này. Cho nên, hiện tại hắn muốn hoàn thành cảnh giới này, biện pháp duy nhất chính chính là phục dụng thiên tài địa bảo. Lăng Hàn, khổng vô dạng lại xuất hiện, hắn giết tới từ bên cạnh và chặn đánh Lăng Hàn. Hắn còn bám dai hơn cả phong diệu lăng. Lăng Hàn không để ý đến, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ đổi Long Tiên để giải quyết cảm giác đói bụng. Hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường bay nhanh tới chỗ cự nhân. Bốn giọt Long Tiên, hắn vung tay lên, 400 tinh thạch thất sắc tinh thể bay tới. Cự nhân cũng sảng khoái, nó trực tiếp vung ra bốn giọt Long Tiên. Lăng Hàn há miệng hấp thu bốn giọt Long Tiên, cảm giác đói bụng bắt đầu biến mất. Nhưng cảm giác này chỉ tan biến một nửa, hắn vẫn cảm giác đói khát. A à, bốn giọt còn chưa đủ, hoàn thành thập biến hoàn cảnh tạo thành biến chất, ngay cả khẩu vị cũng lớn hơn. Lăng Hàn lại ném thêm 200 tinh thạch, đổi hai giọt, thất sắc cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy tinh thạch sau đó vung ra hai giọt long tiên. Lăng Hàn nuốt vào, năng lương hùng hậu sôi trào, cuối cùng cũng đánh tan cảm giác đói bụng. Lúc này, khổng vô dạng đã đuổi theo, Lăng Hàn xoay người lại, hắn tươi cười, đến, tính sổ, chương 4872, nghiền ép thấy Lăng Hàn tỏ rõ ý đồ muốn khai chiến với mình, khổng vô dạng sững sờ. Trước đó hắn khích tướng đủ kiểu, muốn Lăng Hàn đánh với mình một trận, nhưng Lăng Hàn lại không mắc mưu, nhưng bây giờ, Lăng Hàn chủ động bày ra dáng vẻ muốn đánh, từ đó hắn cũng nghi thần nghi quỷ. Xảy ra chuyện gì, tại sao tiểu tử này muốn đánh nhau? Khổng vô dạng cao mày, chuyện khác thường tất có yêu. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn phát ra khí tức chính là hóa linh cảnh, cho nên, đối phương khẳng định không có giải quyết vấn đề tu luyện tới, mà hắn thì sao hắn ăn nhiều long tiên và đột phá giáo chủ nhị tinh đế tử thế hệ bạch ngân hắn trở thành giáo chủ nhị tinh sẽ đáng sợ cỡ nào giết giáo chủ tứ tinh bình thường dễ như chơi như thế hắn cần phải lo lắng hay sao không thành kế hắn nói thầm trong lòng lăng hàn cố ý phô trương thanh thế dụng ý chính là muốn hù dọa chính mình hẳn là ha 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 khổng vô dạng cười to nói lăng hàn ta đã xem thấu mánh khóe của ngươi rồi lăng hàn nhoẻn miệng cười Người có cảm giác hay không, cảnh này giống như từng quen biết. Lúc trước ở học viện Tổ Vương, mọi người cũng cảm thấy hắn không được, kết quả thì sao? Khổng vô dạng biến sắc, lúc trước hắn cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị lăng hàn hành hung, cũng ném sạch sẽ mặt mũi của thế hệ Bạch Ngân. Có lần thứ nhất, sẽ không có lần thứ hai, người cho rằng mình có thể liên tục may mắn như vậy sao? Hắn cắn răng nói, không sai, lăng hàn gật đầu, hắn không chút khiêm tốn. Khổng vô dạng tức giận không nhỏ, hắn mất kiên trì, trực tiếp xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Giết, Lăng Hàn cười cười, hắn xuất quyền ngăn cản khổng vô dạng. a à, dù sao khổng vô dạng cũng là thế hệ bạch ngân, chính là người nổi bật trong đế tử, tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người. Nếu như phô trương thanh thế, vì cái gì Lăng Hàn dám đáp trả mà không phải xoay người bỏ chạy. Bởi vì nếu Lăng Hàn cố giả bộ, hắn chúng một kích này sẽ chết ngay lập tức. Tiểu tử Lăng Hàn này cực kỳ âm hiểm, làm sao có thể là đồ ngốc cơ chứ? thế nhưng hắn là hóa linh cảnh. Trong nháy mắt, trong đầu khổng vô dạng sinh ra vô số suy nghĩ, cuối cùng, hắn đã xuất kích thì không thể thu hồi. Hắn cũng không tin, hóa linh cảnh có thể nghịch thiên. Hắn là giáo chủ nhị tinh, oanh, công kích của hai người va chạm với nhau, lập tức dẫn phát sóng năng lượng kinh khủng, lực lượng giáo chủ sôi trào, trong nháy mắt đã đánh nát toàn bộ hoa cỏ chung quanh, khí độc vô tận bị lực phá hoại đáng sợ đánh tan. Xeo, khổng vô dạng bay ngược trong khí độc, trên mặt còn mang theo sợ hãi. Không có khả năng, trong va chạm vừa rồi, hắn là giáo chủ nhị tinh lại bị đánh bay. Hắn vội vàng cong người để dừng lại, hắn cảm thấy ngực đau đớn, khí huyết trong người sôi trào. T, lực lượng của Lăng Hàn còn trên hắn, mặc dù vượt qua không nhiều. Khổng vô dạng không dám tin nhìn Lăng Hàn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn hoảng sợ nói, người rõ ràng chỉ là hóa linh cảnh, tại sao có thể đối kháng với ta. Cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt, nắm giữ chiến lực đối kháng giáo chủ như vậy hắn nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay với giáo chủ nhất tinh, hơn nữa còn là cấp bậc đạo tử. Hắn, giáo chủ nhị tinh, hơn nữa còn là thế hệ bạch ngân, trên thực tế hắn có thể đánh bại giáo chủ tứ tinh cấp bậc đạo tử. Đến cấp độ giáo chủ này, còn có người tầm thường sao? Trừ đạt được cơ duyên nghịch thiên, chỉ có thiên tài đạo tử mới có thể xông lên độ cao này. Cho nên, ở cảnh giới này còn muốn chiến đấu vượt cấp, khó như lên trời. Bởi vì biết điểm ấy, khổng vô dạng mới có thể khiếp sợ như vậy, đường đường thế hệ bạch ngân giáo chủ nhị tinh, hắn bị một hóa linh cảnh đánh bay. Ai tin tưởng, chính hắn cũng không tiếp nhận được sự thật này. Lăng Hàn cười một tiếng, không có biện pháp, ta mạnh như vậy. Khổng vô dạng hít sâu một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu rồi, vì cái gì trước đó Lăng Hàn yếu như vậy, không phải hắn tu luyện xảy ra vấn đề lớn, mà là hồi phục trước đại bạo phát. Một khi vượt qua, tiềm long thăng thiên, uy chấn thiên hạ. Hắn cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, hắn không tiếc trả giá lớn cũng phải xử lý lăng hàn nhưng hắn cho rằng lăng hàn tu luyện xảy ra vấn đề lớn sẽ càng ngày càng yếu đương nhiên là không muốn vận dụng át chủ bài chẳng phải sẽ uổng phí hay sao hiện tại hối hận thì đã trễ làm sao bây giờ chỉ chiến mà thôi khổng vô dạng biết rõ chính mình nhiều lần truy sát lăng hàn như thế đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn nếu ở bên ngoài còn có thể sử dụng đế tộc gia dọa một chút bên trong bí cảnh ha ha hắn không nói nhảm không cầu xin tha thứ, hắn điều chỉnh trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong, cũng đánh một trận oanh liệt. Lăng Hàn, cho dù người có thể giết ta, người cũng phải trả cái giá thê thảm. Niềm tin của hắn tràn đầy. Ha ha, người cảm giác bản thân mình quá tốt. Lăng Hàn lắc đầu, bỗng nhiên hắn lao tới. Bị động bị đánh lâu như thế, còn đánh không lại hung thú lục biến, việc này cũng làm Lăng Hàn rất tức giận. Hiện tại, hắn sắp đại chiến thiên hạ. Oanh, hắn xuất ra một quyền, đạo tắc vô tận gào thét, hắn cực kỳ bá khí. Cường độ linh hồn của Lăng Hàn hiện tại rất mạnh, đạo tắc hạ bút thành văn. Khổng vô dạng hoảng hốt, không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những có lực lượng cường đại đến vượt qua chính mình, ngay cả thần niệm cũng đáng sợ như thế. Hắn nhìn thấy đạo tắc khủng bố như vậy chưa? Khổng vô dạng nghênh kích, hắn dùng đạo tắc đan thành tấm chắn. Bành, một kích đánh trúng, tấm chắn vỡ nát, quy tắc bị đánh nát, một quyền của Lăng Hàn đánh khổng vô dạng bay ra ngoài. Phốc, khổng vô dạng phun máu tươi, ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi khó nói thành lời cường đại như hắn lại không địch nổi một kích của lăng hàn về mặt sức mạnh hắn hơi lâm vào hạ phong vốn cho rằng ỉ vào cảnh giới cao thần hồn của hắn vẫn chiếm thượng phong liều mạng quy tắc sẽ có ưu thế ai ngờ hắn vẫn lâm vào hạ phong hai cái yếu thế chồng lên nhau lại tạo thành kết quả hắn bị một kích của lăng hàn đả thương ta chính là giáo chủ nhị tinh lăng hàn cũng kinh ngạc hắn có thể dễ dàng nghiền áp thế hệ bạch ngân giáo chủ nhị tinh thập biến thật khủng bố tại sao ngươi có thể cường đại như thế khổng vô dạng cắn răng hỏi trên mặt hắn mang theo không cam lòng hắn biết rõ tốc độ của mình không bằng lăng hàn trước khi cự nhân được phóng thích hắn không cách nào ra biển rời khỏi hòn đảo cho nên hắn không thể trốn đi cho nên hắn như dã thú bị nhốt trong lồng chỉ có liều chết đánh một trận kết quả liều chết là cái gì hắn biết rõ ràng cho nên hắn không cam tâm muốn cái chết rõ ràng lăng hàn nói ta tu ra thập biến thập biến khổng vô dạng giật mình nhưng hắn lắc đầu không có khả năng, thập biến không có cường đại như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi đã gặp qua thập biến. Trong thế hệ Hoàng Kim có mấy tên ở chân ngã cảnh tu ra 10 chân ngã, tự nhiên có thể đạt tới thập biến. Khổng vô dạng hừ một tiếng, đây là bí ẩn trong đế tộc, nhưng người sắp chết, hắn cũng không cần thiết che giấu. Lăng Hàn giật mình, thì ra đây là thập biến. Kỳ thật nếu như hắn không khắc lạc ấn hủy diệt chân ngã lên tiên đỉnh, hắn hoàn toàn có thể tu ra 10 cái thậm chí 11 cái chân ngã, cũng có thể nói đây là thập biến và thập nhất biến, hắn có thể cường đại như vậy sao? chương 4873, con mụ điên. Chân ngã cảnh cường đại chính là nhìn lạc ấn hạch tâm trên tiên đỉnh nhiều ít, hơn nữa cũng phải xem chất lượng của hạch tâm. Cho nên, cuối cùng, trong điều kiện tiên quyết phủ kín tiên đỉnh sẽ thấy được tiên đỉnh lớn nhỏ. Tiên đỉnh càng lớn lại càng trâu bò, cho nên, việc này cũng có quan hệ với chú đỉnh cảnh. Tu luyện chính là một cảnh giới trồng lên một cảnh giới, đánh cơ sở càng rắn chắc, càng có khả năng xung kích cực hạn. Đúng là như thế, Lăng Hàn mới có thể chú trọng mài rũa cơ sở, tuyệt đối không qua loa ở phương diện này. Lăng Hàn mỉm cười, thập biến của ta không giống, không giống thế nào, trong ánh mắt khổng vô dạng mang theo nghi vấn, nhưng hắn cũng không hỏi ra miệng. Hiển nhiên đây là bí mật to lớn, nếu như Lăng Hàn nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ nói, không nguyện ý, hắn có hỏi cũng không được. Thế hệ Bạch Ngân, hắn không có chút nhãn lực như thế hay sao? ta chỉ có 9 cái linh thân, nhưng mà, thời điểm đạt tới cửu biến đỉnh phong, ta lại ma diệt từng linh thân và dung hợp vào trong bản ngã. Lăng Hàn giải thích, khổng vô dạng trợn mắt há hốc mồm, ngươi là tên điên, trong lòng hắn chỉ có ý nghĩ như thế, tuyệt đối là tên điên, có ai nghĩ ma diệt linh thân dung hợp cùng bản ngã. Bởi vì linh thân có thể tự bảo, có thể giúp bản ngã khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt, cho nên, dung hợp linh thân. Có ai nghĩ ra chủ ý nát như vậy, không phải không khác gì tự bạo linh thân hay sao? nhưng lăng hàn lại chọn con đường điên cuồng này hắn còn mở ra thiên địa mới phó đạo chính là như thế nhiều đời tổ tiên trả giá thăm dò khai quật cực hạn đánh vỡ cực hạn từ đó người hậu thế có thể tham khảo và mô phỏng theo cho nên người đi lên một con đường không có tiền nhân đi người có thể được gọi là tiên hiền khó trách thực lực của lăng hàn trước đó không ngừng giảm xuống đó là bởi vì đối phương ma diệt linh thân mỗi khi ma diệt một linh thân thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều khổng vô dạng hiểu rồi nhưng bây giờ hắn trừ thở dài còn có thể làm cái gì. Bại bởi một người điên như thế cũng không oan, chỉ có chiến một trận, khổng vô dạng sinh ra chiến ý, đế tử, chưa từng có người chờ chết. Hắn thét dài một tiếng, thiêu đốt đế huyết tấn công lăng hàn. Xem như có cốt khí, tốt, ta sẽ tiến ngươi lên đường trong trận chiến này. Lăng hàn gật đầu, hắn xuất thủ toàn lực tấn công khổng vô dạng. Mặc dù hai người xưa nay đối địch, nhưng biểu hiện của đối phương khi đối mặt với tử vong Lăng Hàn quyết định cho đối phương thống khoái. Người có dũng khí đều đáng giá tôn kính. Bành, 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 nhưng chỉ 10 chiêu mà thôi, khổng vô dạng đã bị đánh nát, thiêu đốt đế huyết cũng vô dụng. Cảnh giới càng cao, thiêu đốt đế huyết mang tới trợ giúp càng nhỏ. Lăng Hàn lục soát thân thể khổng vô dạng, hắn cầm ra vài món pháp khí không gian, bảo vật rất ít. Ai, thế hệ Bạch Ngân cũng quá nghèo. Lăng Hàn lắc đầu, tiếp tục đi tìm thất sắc tinh thể. Hắn muốn tu đến hóa linh cảnh đỉnh phong, hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo lại nói không siêu tập đầy đủ thất sắc tinh thể thì không thể rời đảo phía trước có tiếng đánh nhau chiến đấu ở nơi này quá mức bình thường nguyên bản lăng hàn cũng không phải người thích tham gia náo nhiệt nhưng lúc này lại diễn ra ngay con đường hắn tiến lên hắn cũng không có tận lực tránh né bởi vậy hắn đi theo đường cũ sau khi đi tới khu rừng hắn thấy một người một thú đang kịch chiến a à, lăng hàn kinh ngạc thế giới này quá nhỏ người chiến đấu với hung thú chính là phong diệu lăng con mổ điên lăng hàn thốt ra phong diệu lăng sướng sờ sau đó nàng nổi trận lôi đình nàng vận dụng tuyệt chiêu sông lớn sau lưng biến hóa thành chiến giáp màu đen đánh con hung thú trực tiếp tiến vào trong cơ thể hung thú chuyện quỷ dị xuất hiện thân thể hung thú khô quắt trong nháy mắt đã mất đi sức sống sau đó nó nổ tung và hóa thành cho bụi chỉ còn lại một viên thất sắc tinh thể a à, đây là sát chiêu gì thật lợi hại a à, người dùng chiêu thức gì hắn tò mò hỏi chết Phong Diệu Lăng không để ý tới hắn, nàng lập tức giết tới ấy. Lần này, Lăng Hàn sẽ không chạy trốn, hắn đấu với Phong Diệu Lăng. Bành, hai người giao thủ một lần, thân thể Phong Diệu Lăng hơi lắc lư, nhưng Lăng Hàn lại bay ngược về phía sau. Khốn kiếp, con mụ điên này có khả năng xông lên giáo chủ tứ tinh, lại thêm siêu cấp chiến lực của thế hệ Hoàng Kim, về mặt sức mạnh đã vượt xa Lăng Hàn. May mắn hắn có năng lực hóa giải công kích, thể phách lại mạnh mẽ, hắn chỉ bị đánh bay mà không bị thương. Phong Diệu Lăng cũng sướng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn dám ngạnh kháng với mình, càng kinh khủng chính là, ác đồ kia chỉ bị đánh bay, lông tóc không thương. Đây là hóa linh cảnh sao? Nàng nghĩ đến Lăng Hàn trước đó có thể hoành không vượt biển, yêu nghiệt đến nghịch thiên, nàng cho rằng hắn có tư chất đại đế, mà bây giờ, biểu hiện như thế càng khẳng định suy nghĩ của nàng. Nhưng mà, nghĩ đến tên ác tặc này khỏa thân trước mặt nàng lúc trước, nàng không thể nhịn được. Giết, nàng truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, hắn vươn tay vận dụng đạo tắc hóa thành thần quang tấn công phong diệu lăng phong diệu lăng không thể không phất tay chống đỡ đạo tắc thần mang theo uy năng cấp giáo chủ dù nàng là giáo chủ tứ tinh cũng phải chống đỡ bằng không bị đánh chúng sẽ trọng thương bởi như vậy nàng tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp với lăng hàn nàng trợn mắt trong mắt mang theo thần sắc tưởng tượng nổi uy năng đạo tắc công kích quá khủng bố không sai biệt lắm có thể cùng mình so sánh trời ạ à, cái gì gọi là tiểu thừa cảnh vì cái gì giáo chủ có thể gọi là đại năng, cũng bởi vì sau khi bước vào cảnh giới này, năng lực trưởng khống quy tắc thiên địa sẽ tăng thêm một bậc, từ đó tạo thành nghiền ép với hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ, một hóa linh cảnh lại có đạo tắc sánh ngang nàng, lang hàn lại biểu hiện chiến lực vượt xa cảnh giới. Quái vật, tuyệt đối là quái vật, ta rất muốn xem ngươi mạnh tới mức nào. Phong diệu lăng lạnh lùng nói, sông lớn sau lưng sôi trào, không ngừng có bóng đen lao ra, chiến lực của nàng tăng thêm một bước. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, không cần biết ngươi là cái gì, ta chỉ dùng một quyền là có thể đánh nát. Bang, 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 hai người kịch chiến, nói đến lực lượng, tự nhiên là lang hàn ăn thua thiệt, nhưng hắn có thể hóa giải lực công kích, thể phách lại mạnh mẽ, chút thua thiệt này không quan trọng, nói đến cấp độ quy tắc, hai người khó phân cao thấp. Bởi vậy, chiến đấu kịch liệt, hai người vẫn khó phân ra thắng bại. Nếu bất cứ người nào thấy được cảnh này, bọn họ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình thế hệ hoàng kim giáo chủ tứ tinh lại chỉ có thể đánh ngang tay với lăng hàn tu vi hóa linh cảnh. Trời à, lăng hàn cảm thấy thống khoái, đánh một trận thống khoái như thế chẳng khác gì uống tiên nhướng, hắn rất thích thú cảm giác này. Rất lâu không có đại chiến như vậy, một ngày một đêm, đột nhiên phong diệu lăng dừng tay. a à, tại sao không đánh, thực lực của ngươi thu được ta tán thành, ta quyết định chọn ngươi làm vị hôn phu của ta. chương 4874, cái quỷ gì? Ui uy 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 rốt cuộc là tình huống thế nào ngươi không phải vẫn kêu đánh đòi giết hay sao vì sao lại động xuân tâm lăng hàn trần chờ một chút hỏi có phải ngươi cầm nhầm kịch bản hay không phong diệu lăng cũng không có tức giận ngược lại nàng còn tươi cười từ xưa đến nay ta gặp qua vô số thiên tài nhưng không có người nào sánh bằng ngươi cho nên có thể xứng với phong diệu lăng ta chỉ có ngươi đánh nhau thành tình cảm chờ chút lăng hàn kinh ngạc nhìn đối phương Ngươi không phải thế hệ hoàng kim, mà là dùng thái cổ nguyên nê phong ấn đến bây giờ. Nếu không, tại sao nàng lại nói thiên tài từ xưa đến nay? Thế hệ hoàng kim cũng chỉ sống hơn 100 tuổi, nói thế quá buồn cười. Không sai, phong diệu lăng gật đầu, tê, vậy con mụ điên này xuất thế từ lúc nào? Giống như dương dịch hoàn, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì sao? Lăng hàn cười ha ha, con người của ta rất kén chọn, không tiếp thụ người lớn tuổi hơn ta. Không sao, ta thích là được. Phong Diệu Lăng lại giết tới, lần này nàng cũng không phải muốn giết Lăng Hàn, mà là muốn khuất phục hắn. Oanh, hai người lại chiến đấu, người tới ta đi, vẫn là cục diện khó phân thắng bại. Lăng Hàn không muốn đánh, hiện tại Phong Diệu Lăng đã mất đi địch ý cùng sát cơ, chiến đấu với nàng, chẳng bằng nói là luận bàn, thật không có cảm giác thống khoái. Chuồn thôi, trước đó hắn còn muốn đánh mông con mụ điên này, cho đối phương một bài học, nhưng bây giờ xem ra, nếu thật đánh, nữ nhân này không tức giận, ngược lại sẽ cực kỳ mừng rỡ càng thân cận với hắn cho nên hắn nên trốn tránh đúng lúc này nơi xa có tiếng nổ mạnh vang lên chỉ thấy một bóng dáng cự nhân xuất hiện hắn cao lớn đỉnh thiên lập địa cự nhân đã thoát khốn vừa đúng lăng hàn vội vàng phát động phượng rực thiên tường trực tiếp lao ra bên ngoài đảo phong diệu lăng đuổi theo nhưng nàng làm sao đuổi kịp nàng nhìn lăng hàn biến mất trên bầu trời khóe miệng còn tươi cười không hổ là nam nhân ta chọn chúng chạy cũng chạy nhanh như vậy. Ta đã chấm ngươi, nàng vội vàng tiến tới bến cảng đuổi theo Lăng Hàn. Chân đạp sợi tơ quy tắc, Lăng Hàn không hề vận dụng phượng dực thiên tường, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh kinh người, dù sao thực lực của hắn hiện tại đã tăng lên. Không ổn, cảm giác đói bụng lại tới. T, hiện tại ta không thể chiến đấu. Lăng Hàn gia tăng tốc độ, hắn tiến lên thật nhanh. Nhưng cho dù hắn bay đi vẫn cần 12 ngày mới tới hòn đảo thứ bảy. Hòn đảo to lớn kinh người, nó giống 6 hòn đảo khác. Lăng Hàn lên đảo, đầu tiên đương nhiên là quan sát địa hình. Thực lực nơi này đều trong suốt, Lăng Hàn cẩn thận bẽ một gốc, lập tức, hấp lực đáng sợ như muốn xé nát hắn sinh ra. Không gian lực, Lăng Hàn đi vòng quanh đảo, hắn lập tức phát hiện mình đang đi không đúng. Bởi vì hắn đi tới nhưng không gian sai chỗ, một chân bước ra, hắn xuất hiện cách đó trăm trượng. Đây là không gian đảo, mặc kệ, hắn đi lại trên đảo, hắn vừa đi vừa tìm kiếm thứ có liên quan tới không gian tinh thể. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là đánh giết hung thú trên đảo, khi đó hắn sẽ biết rõ tinh thể là gì. Vận khí của hắn không tệ, hắn nhanh chóng gặp được hung thú. Đây là hung thú cấp giáo chủ, hung thú rất kỳ quái, toàn thân mọc đầy xúc tu màu đỏ, nó không ngừng lắc lư trong không khí. Hung thú nhào tới tấn công Lang Hàn, Lang Hàn nghênh đón, mấy quyền mà thôi, hắn đánh chết hung thú và tìm được tinh thể trong suốt. Đây chính là không gian tinh thể, nếu biết mục tiêu, đương nhiên Lang Hàn không vội đi tìm cự nhân. Một tháng qua đi, hắn tìm được hơn 100 viên không gian tinh thể, làm hắn buồn bực là hắn lại không tìm được không gian cự nhân. Nơi này không gian phức tạp, thỉnh thoảng sẽ bị truyền tống, cũng khó đi tới nơi cần đến. Nhưng mà, một tháng này, Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, đã tìm được không gian tinh thể, đồng thời cũng ghi chép lại giao điểm truyền tống, trong đầu hình thành một tấm bản đồ. Như thế, về sau hắn muốn đi tới điểm này trên đảo, hắn biết nên lựa chọn lộ tuyến ra sao. Lúc này cuối cùng đã có người lên đảo. Lại gần một tháng qua đi, Lăng Hàn đã đi khắp hòn đảo, cuối cùng hắn cũng tìm được cự nhân đối ứng. Cự nhân gần như trong suốt, hắn giống như thủy tinh tạo thành, nhưng bên trong lại có đạo tác đang chảy, vô cùng thần dị. Lăng Hàn thở ra, gần đây cảm giác đói bụng của hắn càng mạnh hơn, kém chút ăn cả không gian tinh thể, hiện tại cũng gặp được cự nhân, từ đó có thể tiến hành đổi. Lăng Hàn, một giọng nói vang lên, thạch hào, Lăng Hàn vươn tay, hắn nói với đối phương. Ngươi chờ một chút, hắn qua đói, không có tâm tình đánh nhau. Da mặt của Thạch Hào co giật, đây là phản ứng gì? Ngươi xem ta thành cái gì? Lăng Hàn, hắn đề cao âm lượng và giống lên, sau đó lao tới chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, hắn vừa né tránh vừa ném 200 viên không gian tinh thể về phía cự nhân. Đổi hai giọt long tiên, tiểu gia hỏa rất ra sức đây. Không gian cự nhân cười nói, hắn vung ra hai giọt long tiên. Lăng Hàn tránh né công kích của Thạch Hào và nuốt hai giọt long tiên cuồn cuộn năng lượng phun trào cảm giác đói bụng không cánh mà bay hắn cười ha ha sau đó hắn nhìn sang thạch hào thản nhiên nói ta còn chưa có đi tìm ngươi ngươi lại đưa mình tới cửa lăng hàn hôm nay không giống trước kia vinh quang của ngươi đã không còn thạch hào cao ngạo nói một câu hắn thấy lăng hàn bởi vì đám người dương dịch hoàn vạn đạo đột nhiên xuất hiện từ đó làm hắn gặp áp lực như núi cho nên bị ép tu luyện bí pháp quỷ dị gì đó kết quả xuất hiện vấn đề lớn, tu vi không tiến mà còn lùi. Hiện tại, người còn muốn đe dọa ta. Ha ha, Lăng Hàn mỉm cười, hắn ngoác ngoác ngón tay với Thạch Hào. Đến, tâm tình của ta bây giờ không tồi, ta chơi với ngươi. Không cần giả vờ làm hảo hán. Thạch Hào hư một tiếng, nói, chút hư giả của ngươi đã bị ta nhìn thấu, lại cố làm ra vẻ, ngươi không thể che giấu sự thật ngươi yếu ớt. Lăng Hàn phủi tay, nói, ngươi cũng nói xong rồi, vậy thì đánh đi. Đang có ý đó, Thạch Hào xuất thủ, hắn kiêng kỵ duy nhất chính là Lăng Hàn bỏ chạy, thực sự đuổi không kịp. Nhưng lần này Lăng Hàn sẽ chạy sao? Hắn rỗi ngón tay đỉa về phía Thạch Hào. Không biết mùi vị, Thạch Hào cười lạnh, nội tâm sinh ra kinh ngạc, tại sao Lăng Hàn dám đánh nhau với mình? Người lấy đâu ra dũng khí như thế? Hắn không quan trọng, Lăng Hàn không chạy mà lựa chọn đánh nhau, việc này hợp ý của hắn. Tiễn ngươi lên đường, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực oanh kích, hắn muốn đánh chết Lăng Hàn, Ngược lại rút hồn tìm hiểu bí mật của Lăng Hàn. Chương 4875, cửa đá xuất hiện. Lăng Hàn lắc đầu, hắn vươn tay nhấn một cái, công kích của Thạch Hào bị hắn ngăn chặn. T, Thạch Hào hít khí lạnh, quá kinh khủng, nhưng hắn là giáo chủ nhị tinh, hắn đánh ra một kích kinh khủng cỡ nào, lại bị Lăng Hàn ngăn cản rất dễ dàng, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi ra sao? Ngươi không phải hóa linh cảnh sao? Ngươi không phải tu luyện xảy ra vấn đề lớn sao? Khốn kiếp, hố cha rồi lăng hàn cười đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi thế nào chịu phục chưa thạch hào im lặng có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn nói rõ thực lực lăng hàn còn hơn xa hắn trong lòng của hắn có một vạn cái không tin nhưng sự thật thắng hùng biện cũng làm cho hắn im lặng qua một hồi lâu hắn mới trầm giọng nói vì cái gì dù sao cũng là đế tử hắn đã khôi phục tỉnh táo bởi vì ta mạnh lăng hàn cười nói ngươi trang bức thạch hào thật muốn đánh lăng hàn nhưng hắn không có phần thực lực như vậy, chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Không có gì để nói, chỉ chiến mà thôi. Hắn kiên định chiến ý, cho dù không địch lại, hắn cũng không thể làm nhục tôn nghiêm đế tộc. Lại nói, cho dù hắn đồng ý buông xuống mặt mũi cầu xin tha thứ, Lăng Hàn sẽ hạ thủ lưu tình sao? Lăng Hàn gật đầu, vào thời khắc sống chết trước mắt, đế tộc vẫn còn có chút cốt khí, khó trách thời điểm âm hồn xâm lấn, đế tộc không có quét tuyết trước cửa. Dù sao, trong cơ thể của bọn họ còn chảy xuôi huyết dịch đại đế năm đó, bọn họ chưa bất tài tới mức không dám đánh một trận. Tốt, ta cho ngươi chết thể diện, thạch hào cười ha ha, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết đâu, hắn ra tay trước, phát động đế thuật, rút ra thiên địa đại đạo hóa thành thần mâu, tấn công lăng hàn. Lăng hàn xuất quyền liên tục, banh, thần mâu vỡ nát. Quyền đáng sợ của hắn tiếp tục đánh vào người thạch hào. Thạch hào thở dài, hắn thực sự không bằng lăng hàn. Không có gì để nói nhiều, ông, trong cơ thể hắn xuất hiện chín linh thân, tính cả bản ngã, hắn phân ra 10 hướng chạy trốn. A, à, không phải nói chỉ chiến hay sao? lang Hàn lắc đầu, thân hình biến mất, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ của hắn tăng lên trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt. Hắn không có linh thân, hắn không cách nào đối phó việc này hay sao? Bành, trong nháy mắt hắn đuổi kịp một đạo linh thân, nắm tay phải oanh ra, năng lượng hủy diệt sôi trào, một kích đánh linh thân băng diệt. Lăng Hàn lại đuổi theo, đôi cánh hỏa diễm vỗ nhẹ, hắn xuất hiện sau lưng linh thân thứ hai. Banh, vẫn là một quyền tiêu diệt, ở tiểu thừa cảnh, linh thân và bản ngã dung hợp với nhau mới có thể hình thành chiến lực mạnh nhất, đây là nguyên nhân Lăng Hàn nhất định phải dung hợp bản ngã và linh thân làm một. Hiện tại Thạch Hào phóng thích linh thân ra ngoài, từ đó tăng thêm khả năng chạy trốn, nhưng đồng thời cũng làm linh thân và bản ngã suy yếu gấp 10 lần. Hắn vốn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, huống chi còn tự gọt chiến lược. Một quyền, không có gì để nói. Thạch Hào hoảng hốt, không nghĩ tới hai đạo linh thân chỉ ngăn cản hai quyền của Lăng Hàn mà thôi, căn bản không có hiệu quả chiến đấu. Lúc này, Lăng Hàn tiến lên và đuổi kịp linh thân thứ ba. Bành, vẫn tiêu diệt, nhưng mà, lúc này bản ngã Thạch Hào đã chạy vào thiết điểm truyền tống, xèo, hắn lập tức biến mất không còn tâm tích. Hắn đã xuất hiện ở cách đó 700 trượng, Lăng Hàn không để ý đến, tiếp tục đuổi giết linh thân. Bành, 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 một quyền một linh thân, chỉ cần bảy quyền mà thôi, hắn đã tiêu diệt tất cả linh thân thạch hào hoảng hốt hắn không ngừng tiến vào điểm truyền tống xèo lần nữa truyền tống tới phía bên kia của hòn đảo lần này truyền tống khoảng cách rất lớn có lẽ đã vứt bỏ lăng hàn thạch hào nghĩ như vậy hắn không dám thả lỏng hắn chạy nhanh về phía trước nhưng mà hắn chạy được một lúc trước mặt xuất hiện một người lăng hàn hắn sợ đến mắt tê cả ra đầu làm sao có thể lăng hàn lại xuất hiện trước mặt hắn lăng hàn mỉm cười ta nắm rõ tiết điểm truyền tống trên hòn đảo trong lòng bàn tay, cho nên xuất hiện ở trước ngươi cũng không kỳ quái. Còn không kỳ quái, ngươi là quái vật, Thạch Hào cũng không biết nên nói cái gì, trước đó hắn còn buông hào ngôn, chỉ chiến mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Chín linh thân bị diệt, hắn không có tư cách liều mạng. Còn có gì ngôn không? Lang Hàn hỏi, thế hệ hoàng kim hay dương dịch hoàn, vạn đạo, tất cả đều có năng lực giết ngươi, ta ở dưới đất chờ ngươi. Thạch Hào lớn tiếng nói, hắn biết lần này khó thoát khiếp số. a, à, ngươi nên chờ ta tiến bọn chúng đi gặp ngươi đi. lăng hàn lắc đầu, hắn đấm ra một quyền. bang, thạch hào bị đánh chết tại chỗ, năng lượng hủy diệt bao phủ, thế tử phù không có khả năng phát huy tác dụng, chết rất triệt để. lăng hàn lục soát một lúc, hắn lấy pháp khí không gian trên người của thạch hào. hắn nghênh ngang rời đi, tiếp tục tìm kiếm không gian tinh thể. hắn muốn tăng tu vi lên thập biến đỉnh phong. đến một bước này, hắn không còn dựa vào cổng pháp tu luyện chỉ có thể dựa dẫm thiên tài địa bảo. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn thu thập càng ngày càng nhiều không gian tinh thể, hắn lại gặp mụ điên phong diệu lăng mấy lần, nữ nhân này quả nhiên quyết tâm muốn thu hắn làm phu quân, gặp một lần sẽ đuổi theo một lần, bất khuất. Cuối cùng, hơn nửa năm sau, không gian cự nhân thoát khốn. Lập tức, người người tan tác như chim muông, tất cả chạy thoát để khỏi chết. Lăng Hàn đặc không rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, không ai có thể theo kịp. Nhưng mà, Lần này có tình huống khác biệt, hắn bay trên biển 15 ngày, phía trước không xuất hiện đất liền. A, à, chẳng lẽ không có hòn đảo thứ 8 sao? Hắn lại bay 7 ngày, cuối cùng, phương xa xuất hiện đường chân trời. Hòn đảo thứ 8 là gì? Không đúng, lang Hàn kinh ngạc, đó không phải hòn đảo, mà là cánh cửa đá. Trời ạ, à, trên biển có cánh cửa đá thật to giống như đất liền, cao vút trong mây, đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉ khí thế cũng cảm nhận được uy hiếp. lang Hàn tiếp tục tiến lên, hắn nhìn cửa đá đó không phải cửa đá lối vào đế lộ không có to khoa trương như thế nhưng nó tràn ngập khí thức cổ xưa dường như nó tồn tại từ thời đại viễn cổ tới bây giờ trên cửa đá có các pho tượng lang hàn nhìn thấy phía trên nhất chính là chân long chân hoàng kỳ lân các loại thần thú xuống dưới là hình người nhưng có hình người còn mọc ra cánh chim có người thân thể hỏa diễm ồ đột nhiên lang hàn ngẩn ra hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Bàn thạch tổ vương lang hàn nghe qua rất nhiều đại đế trong truyền thuyết nhưng chân chính gặp qua đại đế, hắn chỉ gặp được bàn thạch tổ vương mà thôi. Bởi vì hắn đạt được một đoạn ký ức của bàn thạch tổ vương, liên quan tới vị đại đế này, ký ức từ một khối đá trưởng thành trở thành bá chủ thiên địa. Hắn có thể khẳng định, trên cửa đá có mấy tấm điêu khắc liên quan tới tổ vương này. Vì cái gì, Lăng Hàn kinh ngạc, vì cái gì hình tượng bàn thạch tổ vương lại xuất hiện ở đây. Ai khắc hỏa, chờ chút, phía trên nhất là chân long, chân hoàng các loại thần thú, lại có bàn thạch tổ vương là đại đế xuất hiện ở trung hậu kỳ, chẳng lẽ phía trên khắc họa đều là các đời đại đế? Chương 4876, đại đế hiện. Lăng Hàn ngước nhìn cửa đá, trên mặt hắn mang theo kinh ngạc. Đây là ảnh gia đình của đại đế sao? Ánh mắt của hắn nhìn sang, hắn ghi nhớ hình dáng của từng vị đại đế. A, à, đây là tổ tiên của Hầu Ca, đấu chiến thánh hoàng. Lăng Hàn nhìn thấy một gương mặt đại đế như lôi công, tay cầm một cây côn sắt, sau mông còn có cái đuôi rõ ràng chỉ là tượng khắc đá nhưng lại tỏa ra bá khí vô tận như đâm thủng thiên địa. Còn có vị này, là tiên tổ của sắc chư, hắn nhìn thấy một vị đại đế có đầu heo, trong tay mang theo đinh ba chín răng, trên người tỏa ra khí chất cuồng dã. Không phải chứ, sắc chư thật sự có tổ tiên là đại đế. Lăng Hàn vẫn cho rằng sắc chư đang nổ, nhìn dáng vẻ của nó như thế thì làm gì có khí chất của hậu duệ đại đế chứ. Ai, nhưng người ta lại nói thật, Lăng Hàn hiểu biết về đại đế có hạn, chỉ có thể biết danh hào của vài vị đại đế, còn lại hắn chỉ ghi nhớ hình dáng tướng mạo, đợi ngày sau điều tra tư liệu sẽ so sánh. Lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy, thậm chí hiện tại còn không có thống kê từng xuất hiện bao nhiêu đời đại đế. Nhưng nơi này đều liệt kê hình tượng của đại đế lên tượng đá. Phải biết, cũng không phải mỗi vị đại đế đều đi qua đế lộ. Cổ quái, rốt cuộc là ai điêu khắc? Lăng Hàn Hiếu Kỳ, hắn thử oanh kích cửa đá, cho dù hắn vận dụng năng lượng hủy diệt Cửa đá vẫn bất động, hắn không thể làm được gì. T, người điêu khắc có tu vi gì, nơi này thánh nhân vào không được. Lăng hàn nghĩ mãi không rõ, hắn tức giận đấm một quyền vào cửa đá. Lúc này có khí thức khủng bố xuất hiện, chỉ thấy một bóng người bước ra khỏi cửa đá. Khốn kiếp, lăng hàn chố mắt, nắm đấm của hắn nện đúng vào một vị đại đế đối ứng. Không nói hai lời, vị đại đế này lập tức tấn công lăng hàn. Chỉ một quyền đơn giản nhưng kinh thiên động địa, hoàn mỹ tới cực điểm. Lăng Hàn vội vàng vung quyền đối kháng, dầm dầm dầm, hai người đại chiến. Vị đại đế này không phải chân thật, nhưng tuyệt đối không phải có hoa không quả, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Đại đế rất bá khí, một quyền một trưởng mang theo uy thế chân áp thiên địa. Sau khi qua vài chiêu, Lăng Hàn lập tức hiểu rõ. Cảnh giới của đại đế không rõ, nhưng lực lượng lại tương đương với hắn, đây là đối kháng cùng dai trên ý nghĩa. Nếu là người khác sẽ cảm thấy tuyệt vọng, đại đế đấy, đại danh từ vô địch thiên hạ, cho dù áp chế tu vi cũng vô địch cùng dai, có ai có thể ngang hàng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn vẫn lấy đại đế làm mục tiêu cuối cùng, đối kháng với đại đế cùng dai, có gì phải sợ. Hắn không sợ, thậm chí còn có lòng tin đánh thắng. Đến, hắn bộc phát chiến ý ngập trời và đại chiến với hư ảnh đại đế. Đại đế sau khi chết đi nơi nào, linh hồn không phải đi âm phủ, mà là bị thiên địa hấp thu, trở thành một bộ phận của thiên địa, cho nên, Thiên địa có thể diễn hóa ra hư ảnh đại đế cũng là chuyện bình thường. A, à, so sánh như vậy, chẳng lẽ đấu chiến thánh hoàng đã hóa đạo rồi? Bành, hắn nghe răng bị hư ảnh đại đế đánh một trường vào vai trái, xương cốt của hắn suýt đứt gãy, cho nên hắn không dám tiếp tục phân tâm. Đây chính là đại đế. Lang Hàn vứt bỏ tất cả, chỉ có một ý niệm chiến đấu trong đầu. Đại đế trong cùng giai thật sự quá mạnh, cái gì thế hệ hoàng kim, so với đại đế chân chính đều là cặn bã thật không biết bọn họ làm sao lại có ý nghĩ mình có thể so sánh với đại đế lúc trẻ. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn có lòng tin một tay chấn áp bất cứ thế hệ hoàng kim nào, nhưng một hư ảnh đại đế lại có thể làm hắn chỉ có thể chống đỡ, mạnh đến mức hủy thiên diệt địa, bá khí không cách nào miêu tả. Nhưng mà, kẻ thắng nhất định là ta, Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn cường thế đánh trả, hoàn toàn không yếu thế chút nào. Nhưng mà, hắn nhanh chóng lâm vào hạ phong, vì cái gì, rõ ràng lực lượng của hắn cũng không yếu lăng hàn nhanh chóng sáng tỏ đó là bởi vì đại đế đi ra con đường của mình cho nên rõ ràng lực lượng tương đương nhưng về mặt chiến lược lại chiếm thượng phong dù sao lực lượng chỉ là một phần của chiến lược hiểu ra điểm này lăng hàn vừa đánh trả vừa đắp nặn con đường của mình hắn chỉ mở ra con đường thành đạo của bản thân hắn còn chưa tính đạt tới hình thức ban đầu của con đường thành đạo vừa đúng mượn cơ hội này đến tiếp tục thăm dò con đường của bản thân nhưng mà sau khi chiến đấu một ngày một đêm hư ảnh đại đế cũng biến mất lang hàn lập tức ngồi xếp bằng xuống hắn nhớ tới hình ảnh chiến đấu lúc trước bắt giữ sai lầm của mình và tiến hành tu trình trợ giúp này quá lớn có ai có thể mời đại đế tự mình luận bàn chứ khó trách nơi này được gọi là đế lộ một ngày sau đó lang hàn tiếp tục khiêu chiến rất đơn giản muốn khiêu chiến vị đại đế nào hắn cứ vỗ khắc đá đại đế tương ứng khi đó sẽ có hư ảnh đại đế xuất hiện chiến 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 thời gian chiến đấu của hư ảnh đại đế có hạn Mỗi lần chỉ có một ngày, đầy đủ, lang hàn chiến một ngày và suy nghĩ một ngày, chậm rãi, hắn phát hiện chiến lực của mình đang tăng cường. Không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói, hắn sớm chạm đến chiến lực hóa linh cảnh cực hạt, nhưng hiện tại dựa vào cơ sở mạnh nhất như thế, hắn lại có đột phá, không thể không nói đó là kỳ tích. Một tháng sau, lang hàn phát hiện chính mình đã thăm dò được con đường của bản thân. Hắn còn kém xa mới có thể nói là hoàn thiện con đường này nhưng cuối cùng hắn không còn mơ mơ hồ hồ như trước. Một phương diện khác, thời điểm hắn đang đối kháng với hư ảnh đại đế, ban đầu là 10 chiêu đánh trả hai chiêu, biến thành làm 10 chiêu đánh trả ba chiêu. Tiến bộ rõ ràng, lại qua nửa tháng sau, cuối cùng cũng có người khác tới. Phong Diệu Lăng, nhưng mà, lúc này Phong Diệu Lăng lại nở nụ cười xinh đẹp với hắn, nàng đặt lực chú ý lên cửa đá, trên gương mặt xinh đẹp lên lộ ra vẻ thành kính. Các đời đại đế đấy, tùy tiện người nào cũng có thể chấn áp thời đại, tự nhiên đáng giá tôn kính. Dường như nàng hiểu rõ về nơi này, nàng nâng tay kích phát tượng đá, sau đó đại chiến với hư ảnh đại đế. Rất bình thường, nàng và Dương Dịch Hoàn đều là thiên tài của thời đại trước, không chỉ một lần tiến vào đế lộ, nhiều lắm chỉ lựa chọn con đường khác nhau, cho nên nàng hiểu rõ cũng là chuyện bình thường. Đại đế đối kháng với nàng về mặt sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, hoàn toàn đánh nhau cùng cấp với nàng. Nhưng mà nàng còn kém hơn lang hàn rất nhiều, giao thủ không hơn trăm chiêu đã bị đánh bại, Phong Diệu lăng lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng cùng lúc cũng có một ít cao ngạo. Nàng tràn đầy tự tin, cho rằng lần này có thể ngang hàng với đại đế cùng giai, nhưng nàng vẫn thua cực thảm, căn bản còn chưa ra tay, chỉ chống đỡ trăm chiêu là bại, nhưng có thể chống đỡ trăm chiêu của đại đế cùng cấp bậc, có bao nhiêu người có thể làm được như thế. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn về phía Lăng Hàn, gia hỏa này có thể đỡ nổi 300 chiêu, 500 chiêu. Dù sao cũng là nam nhân nàng xem trọng, hắn sẽ mạnh như thế. Đương nhiên, hắn khẳng định không địch lại đại đế, cũng không phải nói Lăng Hàn thực sự không bằng đại đế lúc trước, mà là bởi vì đây là đại đế áp chế lực lượng, cũng không phải đại đế lúc chưa thành đạo, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, Lăng Hàn đứng lên và vỗ một trường vào cửa đá. Trường 4877, cửa mở, banh, Lăng Hàn vỗ vào cửa đá, một tia sáng xuất hiện và hóa thành hư ảnh đại đế. Không nói hai lời, hư ảnh vị đại đế kia lập tức tấn công Lăng Hàn, chiêu chiêu đều tuyệt không thể tả, rõ ràng cấp độ lực lượng giống nhau, nhưng đánh ra uy năng lại mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn trực tiếp nghênh đón. Lúc này, Phong Diệu Lăng mở to đôi mắt nhìn hắn, nàng không dám tin vào mắt mình. Cái gì, cái gì, cái gì, Lăng Hàn lại có thể đấu với hư ảnh đại đế. Không không không, hắn còn chưa có cường đại như vậy, trong 10 chiêu thì hắn có thể đánh trả ba chiêu. Nhưng ngay cả như vậy vẫn làm nàng khiếp sợ đến thất điên bát đảo như nàng đã là đế nữ mạnh nhất cũng nhiều lần đi vào đế lộ cũng mài dỗ chiến lược đến cực hạn nhưng đứng trước hư ảnh đại đế vẫn không có lực hoàn thủ người so với người tức chết người đây là quái vật đừng nhìn lăng hàn hiện tại lâm vào hạ phong nhưng nếu như đối ứng với vị đại đế này lúc còn trẻ đại đế chưa hẳn là đối thủ của lăng hàn thứ nhất đại đế lúc trước chưa hẳn đạt đến độ cao của lăng hàn dù sao hóa linh cảnh có thể giao chiến với giáo chủ thậm chí còn là giáo chủ nhị tinh tam tinh chưa từng nghe nói vị đại đế nào lúc còn trẻ có thể làm được việc này. Thứ hai, hiện tại những hư ảnh đại đế này có thể trâu bò như thế, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cấp đại đế, đã đi ra con đường của mình. Cho nên dù lực lượng bị áp chế, bọn họ vẫn không thể ngang hàng. Thế nhưng lăng hàn, quái vật, siêu cấp quái vật, phong diệu lăng ngơ ngác nhìn hắn, nàng đã đánh giá lăng hàn đủ cao, nhưng bây giờ xem ra còn đánh giá thấp, hơn nữa còn thấp hơn rất nhiều. Mạnh như vậy, thì ra thời điểm chưa thành đế cũng có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Nàng lắc đầu, lần thứ nhất nàng chán trường, thì ra chính mình khoảng cách mạnh nhất xa như thế. Sau đó, nàng lại nở nụ cười. Không việc gì, nam nhân của nàng là mạnh nhất. Chiến đấu suốt một ngày một đêm, hư ảnh đại đế biến mất. Lăng Hàn lập tức tiêu hóa đoạn kinh nghiệm chiến đấu kia, hắn đã đạt đến tiết điểm, nếu có thể nhảy ra, tin tưởng hắn sẽ đặt viên gạch kiên cố trên con đường đi ra đạo của bản thân. Đêm nay qua đi, lại có người tới, hơn nữa có không ít người xuất hiện có ba đế tử nhưng đều là cấp bậc bình thường sau đó là đạo tử gần như tất cả đều là đạo tử bởi vì kẻ bình thường không thể đi tới đây sau khi nhìn thấy lăng hàn những người này lập tức hưng phấn theo bọn họ nghĩ lăng hàn chính là cơ duyên biết đi ai dám thấy lăng hàn đang ngồi xếp bằng hiển nhiên đang tiêu hóa kinh nghiệm đại chiến lúc trước phong diệu lăng lập tức đứng dậy nàng cầm bảo kiếm và đằng đằng sát khí nhìn đám người chung quanh cô nương việc này không có quan hệ gì tới ngươi, chớ có che chở người này, nếu không. Phốc, có tên đạo tử muốn mở miệng uy hiếp, kết quả chưa nói xong đã bị phong diệu lăng chém bay đầu. Kiếm quang tung hoành, uy thế đáng sợ, nàng đã chấn nhiếp tất cả mọi người, không còn người nào dám mở miệng. Nữ ma đầu, một lời không hợp thì giết người, ba tên đế tử cũng cao mày, mặc dù phong diệu lăng chỉ suốt một chiêu, nhưng bọn họ ý thức được nữ nhân này cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ cũng không phải đối thủ nhưng đây là cơ hội tốt, Lăng Hàn tu luyện xảy ra vấn đề lớn, thực lực giảm mạnh, đây là thời cơ đánh chết hắn tốt nhất, tại sao lại xuất hiện một nữ ma đầu ngăn cản. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào, có tên đế tử hỏi Phong Diệu Lăng, ba tên đế tử đều xoắn suýt, vì cái gì Lăng Hàn có nhân duyên tốt với nữ nhân như vậy. Trước có chỉ mộng hàm, sau có Phong Diệu Lăng, đều là tư chất thế hệ Hoàng Kim, tất cả đều xem trọng Lăng Hàn. Cút, Phong Diệu Lăng không có ý trả lời, nàng xuất một kiếm chém phá hư không. Một kiếm chém qua, tên đế tử kia vội vàng lui lại, gương mặt hắn tái mét. Quá mạnh, hắn không phải đối thủ, đây là thế hệ hoàng kim sao, đây là phu quân tương lai của ta, ai dám động đến hắn sẽ đối địch với phong diệu lăng ta. Nữ nhân này cao ngạo nói ra, giờ phút này, tất cả mọi người có cảm giác tan vỡ. Vì cái gì đế nữ cường đại như thế lại xem trọng cặn bã yếu ớt như lăng hàn. Chẳng phải ra hỏa này xảy ra vấn đề trong tu luyện hay sao? Đã sớm rơi xuống thần đàn. Vì cái gì, vì cái gì cặn bã như vậy lại có thể hấp dẫn đế nữ? Nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Không có biện pháp, những người này chỉ có thể kích hoạt hư ảnh điêu khắc đại đế trên cửa đá. Đây là kỳ ngộ lớn lao, có trợ giúp bọn họ quá lớn. Phần lớn người chỉ tiếp được 10 chiêu và thất bại, mà có ít người thậm chí bị miểu sát. Nơi này không chỉ có đại cơ duyên, còn có đại nguy hiểm. Giống như đang nói, uy nghiêm của đại đế không thể nhục, người không tiếp được một chiêu, còn muốn luận bàn với đại đế. Tự nhiên chỉ có một con đường chết. Kể từ đó tất cả mọi người run sợ, đều quyết định khôi phục trạng thái tới mức tốt nhất. Lúc này mới khởi sướng khiêu chiến lần nữa. Mà Lang Hàn đang lâm vào trạng thái ngộ đạo sâu, trên con đường của mình hắn sắp bước ra một bước then chốt, bởi vậy hắn hoàn toàn không để ý tới khiêu chiến. Ba ngày sau, khí tức kinh khủng ập tới. Không được, tất cả mọi người run sợ, sắp có cường giả tuyệt thế xuất hiện. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt phía chân trời xuất hiện bảy chấm đen sau đó cấp tốc phóng đại, biến thành bảy đạo thân ảnh, càng lúc càng lớn, đều là cự nhân cao trăm trượng. Hỏa diễm, băng xương, lôi đình, chính là bảy cự nhân, t bọn chúng cùng giết tới. Những cự nhân này đều là tôn giả, mặc cho bất cứ cự nhân nào, bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ, huống chi là bảy cự nhân. Đây là vô thượng sát kiếp, Lăng Hàn cũng tỉnh lại, khí tức thật đáng sợ, hắn không cách nào ngồi vững. Hắn nhìn sang phong diệu lăng, hắn không phát hiện trong mắt đối phương có chút kinh hoàng hay sợ hãi gì có lẽ không sao bởi vì nàng không phải mới vào đế lộ một lần những người khác cũng không phải như thế tất cả đều khua động bè gỗ tránh ra tốc độ của tôn giả nhanh cỡ nào trong nháy mắt đã tới phong diệu lăng nhìn thoáng qua chỉ có lăng hàn vẫn chấn định như cũ những người khác cho dù là đế tử cũng sợ hãi nàng sinh ra cảm giác cao ngạo không hổ là nam nhân nàng coi trọng gặp nguy không sợ hãi nào giống đám bao cỏ kia bảy cự nhân giết tới nhưng bọn họ chẳng thèm mó tới lăng hàn tất cả đều nhìn vào cửa đá các huynh đệ đã đến lúc báo thù giết đi vào bảy tên cự nhân đồng thời đẩy cửa đá ầm ầm cửa đá phát ra tiếng vang và xuất hiện khe hở không hổ là tôn giả lăng hàn trước đó đã thử qua căn bản không thể thôi động cửa đá hiển nhiên chỉ có thả bảy tên cự nhân mới có thể do bọn họ đến đẩy cửa đá đạp lên giai đoạn tiếp theo của đế lộ rất nhanh khe hở cửa đá càng lớn sau đó cửa lớn đã mở rộng hoàn toàn. Bảy đại cự nhân không coi ai ra gì, trực tiếp xuyên qua cửa lớn và giết vào bên trong. chương 4878, Bắc Hưng Thành. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới nguy cơ chỉ thoáng qua mà thôi. Sau khi chỉnh đốn một lúc, có người còn muốn khiêu chiến hư ảnh đại đế, lại phát hiện cửa đá không phản ứng chút nào. Những người khác đi lên thử, kết quả cũng giống vậy. Hiển nhiên, phúc lợi cửa đá đã biến mất đây là ban thưởng cho người tới sớm nhất giao thủ với đại đế cùng giai trợ giúp quá lớn muốn nói cực kỳ được lợi tự nhiên chính là lăng hàn hắn đến quá sớm dẫn trước người khác chỉ ít nửa tháng hắn giao thủ với hư ảnh đại đế bao nhiêu lần bất đắc dĩ mọi người đành phỉa tiến vào cửa đá hiển nhiên đây là cửa tiếp theo của bọn họ sau khi thông qua cửa đá phía trước lại xuất hiện một bình nguyên phía sau lại không còn cánh cửa đá hiển nhiên đến nơi này sẽ không có đường quay về chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Không ít người đều nhìn sang Lăng Hàn, đây chính là cơ duyên biết đi, bản thân hắn lại đang ở thời kỳ suy yếu, chỉ cần xuất thủ là có thể cướp đoạt. Nhưng nhìn thấy Phong Diệu Lăng đang đứng ở bên cạnh Lăng Hàn, bộ dạng đằng đằng sát khí, từ đó mỗi người đều cúi đầu xuống. Không thể trêu vào, bọn họ tiến lên, sợ nữ mà đầu phát sinh sát cơ, đại khai sát giới. Lăng Hàn cũng đi về phương xa, chờ ta một chút, Phong Diệu Lăng nhanh chóng đuổi theo nhưng Lăng Hàn sẽ không nghe, cánh phượng hỏa diễm phát động, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Phong Diệu Lăng chỉ đuổi theo mấy bước thì mất dấu Lăng Hàn, nàng oán hận đến mức dậm chân. Việc này làm mọi người trợn mắt, có đế nữ thực lực nghịch thiên đi theo, người còn ghét bỏ. Làm cho bọn họ bị đả kích chính là, Phong Diệu Lăng còn không buông tha, nàng tiếp tục đuổi theo. Ai, người so với người thực sự tức chết người. Lăng Hàn chạy đi thật nhanh, sau khi đi nửa ngày thì phía trước xuất hiện một tòa thành thị. A, à, Tòa thành thị không có tường thành, nó mở ra hoàn toàn, có thể tùy tiện đi vào bên trong. Lăng Hàn đi vào, trong thành vô cùng náo nhiệt, hắn mở nhãn thuật ra quan sát, hắn lại kinh ngạc, bởi vì mỗi người nơi này đều có sinh mệnh chi hỏa bốc cháy. Đây đều là sinh mệnh chân thực, cũng không phải thiên địa huyễn hóa ra. Hắn không có hành sự tùy tiện, hắn đi một vòng trước, phát hiện nơi này không có khách sạn, chỉ có quán rượu. Thế là hắn tiến vào quán rượu, hắn muốn tìm hiểu tin tức. Ở trên đế lộ có tới 9 thành thị như vậy, tòa thành này tên là Bắc Hưng Thành, có thể xem như một cái dịch trạng, nghe nói xuống chút nữa sẽ có nguy cơ trùng trùng, người người đi vào một người ra. Cho nên, người không có dũng khí có thể lưu lại nơi này, bởi vì chỉ cần đến nơi này, cho tới khi đế lộ đóng lại sẽ bị truyền tống ra ngoài, người không vào thành này sẽ bị vây khốn vĩnh viễn. Mặt khác, nghe nói nơi này còn có một sứ giả, sẽ chọn lựa ra người mạnh nhất và đưa cho thanh phong lệnh. Rốt cuộc thanh phong lệnh có tác dụng gì, tất cả mọi người nói rất hàm hồ, không có biện pháp nghe được cụ thể. Còn nữa, cũng không người nào biết sứ giả là ai, chỉ biết vị này sứ giả này đang bí mật quan sát và sẽ ban phát thanh phong lệnh. Dường như có người nào đó cố ý phổ cập tri thức cho người đến từ bên ngoài, căn bản không cần ngươi cố ý tìm hiểu, chỉ cần ngươi ngồi ở chỗ này một hồi, tư liệu gì cũng có thể tiết lộ cho ngươi biết. Đám người lăng hàn cũng không phải là nhóm đầu tiên vào thành, trước đó đã có hai nhóm tiến vào. Nói cách khác, không chỉ có người lựa chọn cầu vồng như hắn, người đi cầu vồng khác cũng sẽ đi tới đây. Lăng Hàn suy nghĩ, nghe người trong người nói, trên đế lộ có 9 thành thị như thế, mà cầu vồng có tới 99 đường, như vậy sẽ có 11 cầu vồng hội tụ vào thành thị này. Hiện tại người ba cầu vồng đã tới, còn kém 8 cái. Thanh phong lệnh là cái gì? Lăng Hàn có thể rời đi, nhưng cũng có thể lưu lại, hắn nhìn xem có thể đạt được thanh phong lệnh hay không. Sớm biết như thế, hắn nên thỉnh giáo phong diệu lăng một chút ý nghĩ này vừa xuất hiện lăng hàn lập tức lắc đầu được rồi nàng hiện tại nhiệt tình với hắn như thế nếu hắn có chút gì đó với nàng hắn vĩnh viễn đừng nghĩ bỏ nàng lăng hàn ở lại trong thành mặc dù nơi này không có khách sạn nhưng tới cảnh giới như hắn cần quan tâm việc này hay sao rất nhanh đám người ở cửa đá lúc trước đã tới đây không lâu sau đó bọn họ cũng nhận được tư liệu giống lăng hàn chỉ có số rất ít người lên đường rời đi phần lớn đều lưu lại người rời đi đều không có lòng tin vào mình cho rằng mình không có khả năng đạt được thanh phong lệnh, không cần thiết lãng phí thời gian. Rất nhanh, tin tức Lăng Hàn tu luyện xảy ra vấn đề cũng truyền khắp tòa thành. Chứng cứ vô cùng chân thật, bởi vì phần lớn người ở hòn đảo thứ ba đều tham gia truy sát Lăng Hàn. Hơn nữa, trước đó ở cửa đá, cũng bởi vì phong diệu Lăng đứng ra mới bảo vệ được Lăng Hàn. Lập tức, không ít người ngó ngoe muốn động, muốn bắt lấy Lăng Hàn sau đó cướp đoạt cơ duyên nghịch thiên. Sau khi Lăng Hàn nghe nói xong thì bật cười, khi đó hắn đang nghiên cứu con đường của mình, căn bản không tâm tình đi để ý tới những cặn bã này, cho nên càng chụp mũ cái gọi là xảy ra vấn đề. Hắn cũng không có ý giải thích, như thế càng tốt hơn, ai muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì phải trả giá đắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người đi vào Bắc Hưng Thành càng ngày càng nhiều, một tháng sau, đã có 7 tốp người đến, đều là người ở cầu vòng khác. Còn có 4 tốp, một tháng trôi qua, 4 tốp người cuối cùng cũng đến. Lần này, Bắc Hưng Thành rất náo nhiệt, số lượng người bên ngoài nhiều tới 3.000 người, chỉ ít cũng là tu vi hóa linh cảnh, số lượng đế tử cũng đạt tới 30, đây là lực lượng rất cường đại. Lúc này có đế tử đề nghị, muốn tổ chức thi đấu luận võ. Không phải có sứ giả giấu ở chung quanh quan sát sao, muốn nhìn xem ai mạnh nhất sẽ tặng thanh phong lệnh cho kẻ đó. Như vậy, tiến hành một hồi luận võ, trực tiếp quyết định ra người mạnh nhất, khi đó cũng dễ giải quyết hơn. Do đế tử dẫn đầu, giải thi đấu luận võ cũng được chế định quy tắc và điều lệ. Bởi vì có người quan sát trong bóng tối, cho nên không ai dám làm quá mức, vạn nhất bởi vì nguyên nhân này mà bỏ lỡ thanh phong lệch, chẳng phải sẽ mất cả trì lẫn trài. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Rất đơn giản, bọn họ dựng 16 lôi đài trên quảng trường, ai có bản lĩnh thì đi lên thủ lôi, trong vòng 10 ngày, 10 ngày sau, 16 người còn đứng trên đài chính là hạt giống, có thể tham gia đào thải chiến tốt 16. Như thế 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2, lại đánh một trận chung kết, người mạnh nhất tự nhiên sẽ xuất hiện. Một ngày sau, đài cao dựng lên tranh tài bắt đầu những đài cao dùng vật liệu đặc thù tạo thành nắm giữ năng lực kháng đả kích cường đại cho dù giáo chủ oanh kích cũng có thể tiếp nhận cũng khó có thể làm hỏng lăng hàn đi tới hắn không vội bước lên võ đài a à, lăng hàn hắn mát tới nơi này sẽ không phải cũng nghĩ tham gia luận võ đấy chứ ha 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 tất cả mọi người cười lớn một phế vật còn dám tới bêu xấu lăng hàn sờ cằm có ít người muốn ăn đòn chương 4879, đứng ra, các ngươi đều muốn ăn đòn sao. Lăng Hàn nhìn đám người, hắn nở nụ cười nhạt. Ha 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 ha, mọi người cười lớn, theo bọn họ nghĩ, đây là uy hiếp không có tác dụng nhất. Nghe nói lực lượng Lăng Hàn đã rơi xuống hóa linh nhất biến, nơi này tùy tiện người nào cũng có thể giết hắn. Còn dám mở miệng uy hiếp, ha ha, Lăng Hàn, người không dùng nước tiểu soi mặt của mình hay sao? Đúng thế, chính mình có bao nhiêu cân lược, trong nội tâm không ước lượng được hay sao? Tới tới tới, ta đánh với người một trận. Không, là ta tới. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn, muốn đánh với Lăng Hàn một trận. Dù sao trước đó Lăng Hàn danh tiếng quá mạnh, nếu ai có thể trở thành người đầu tiên đánh bại Lăng Hàn, chắc chắn sẽ có thanh danh to lớn. Huống hồ, trên thân Lăng Hàn còn có cơ duyên tuyệt thế, có ai không muốn lấy, trở thành Lăng Hàn thứ hai. Ha ha, còn cần chờ ta ra tay sao? Một tên nam tử mặc cẩm y hai màu xanh đỏ cười nói, hai tay thả lỏng sau lưng, Mặt mũi đầy kiêu ngạo, nói: Cạn bã yếu như thế, nên giao cho tôi tớ của ta giải quyết đi. Ở phía sau hắn còn có hai tên nam tử trẻ tuổi theo hầu. A, à, Hải Nguyên Thánh Địa Mã Thất Dương, trong hàng đạo tử, hắn có thể tính là người nổi bật. Nghe nói hắn cơ duyên nghịch thiên, được một vị thánh nhân truyền thừa, mặc dù đã hơn 400 tuổi, cũng đã bước vào hóa linh cửu biến, chỉ kém một bước là có thể trở thành đại năng tiểu thừa cảnh. Thật nhiều người nhận ra hắn, tất cả đều bàn tán xôn xao biểu đạt kính nể nam tử trẻ tuổi. Cũng bởi vì mã thất xương cường đại, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không dám cạnh tranh với hắn. Hóa linh cửu biến đấy, hơn nữa đã hơn 400 tuổi, trừ đế tử ra, có ai có thể sánh vai. Nơi xa, các đế tử thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cũng vui vẻ nhìn những người khác nhục nhã lăng hàn, ngược lại cho dù ai đạt được cơ duyên trên thân lăng hàn, có kẻ dám độc chiếm hay sao. Người xem, năm đó người châu bò cỡ nào, còn dám xưng cái gì sát thủ đế tử, kết quả thì sao? đế tử chính là đế tử vĩnh viễn cao cao tại thượng. lúc này hai tên tôi tớ sau lưng mã thất dương đi tới một tên bước ra một tên trước đó không chút thu hút nhưng hắn vừa bước ra lại như bảo kiếm bộc phát phong mang đáng sợ hắn lập tức sinh ra hào quang vạn trường t ra hỏa này không phải thịnh hải nguyên sao ta biết đạo tử của liễu hà tông trời ạ à, mặc dù liễu hà tông là thế lực cấp tôn giả nhưng thịnh hải nguyên cũng là đạo tử một giáo vì cái gì cam tâm làm thủ hạ của mã thất dương hiển nhiên mã thất dương còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng có người nhận ra tên tôi tớ này sau khi nói ra lịch thì mọi người khiếp sợ khó trách mã thất dương tràn ngập lòng tin như thế bởi vì tôi tớ của hắn cũng là đạo tử mặc dù cấp độ kém hơn một chút nhưng lại không yếu thịnh hải nguyên đi tới trước mặt lăng hàn ánh mắt cao ngạo lăng hàn đã từng là cái tên hắn không thể chạm tới nhưng còn bây giờ thì sao hắn lại sắp tự tay đánh bại các ngươi khinh người quá đáng xeo một bóng người xuất hiện trước mặt lăng hàn dáng người hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Đó là giai nhân tuyệt thế, rất nhiều người chung quanh si mê. Đẹp, thật đẹp, Tống Lam, có người nói ra, thì ra là mỹ nhân bài danh thứ 9 trên tuyệt sắc bảng, khó trách đẹp như vậy, càng làm người ta muốn phạm tội. Thì ra là Tống Lam, mỹ nhân thứ 9, đẹp, thật đẹp, nếu có thể ngủ với ta một đêm, sống ít đi trăm năm cũng cam tâm. Hắc hắc, người nghĩ hay lắm, Tống Lam là đại danh nhân, lập tức bị rất nhiều người nhận ra, thật nhiều người miệng lưỡi không sạch sẽ. Kỳ thật, ở bên ngoài không ai nói như thế, sau khi tiến bí cảnh thám hiểm, thời khắc nào cũng bồi hồi trên sinh tử, áp lực quá lớn, từ đó bản tính ẩn giấu của bọn họ cũng bộc lộ ra ngoài. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Lam lại đứng ra vì hắn. Kỳ thật hắn không cần, nhưng thời điểm này lại có người đứng ra nói chuyện vì hắn, từ đó làm nội tâm hắn cảm thấy ấm áp. Tống tiên tử, xin tránh ra, tránh người bị ngộ thương. Thịnh Hải Nguyên thản nhiên nói, nhưng hắn là hóa linh tam biến, mà Tống Lam chỉ mới bước vào hóa linh cảnh, còn kém hắn rất xa. Nhưng dù sao cũng là giai nhân tuyệt thế, hắn không muốn mạo phạm. Tống Lam lại cầm kiếm hoành trước ngực, muốn qua, hỏi kiếm của ta trước đi. a à, người quyết tâm phải che chở Lăng Hàn sao? Mọi người ghen ghét, Tống Lam chính là mỹ nhân tuyệt sắc, tu vi võ đạo cũng bước vào hóa linh cảnh, hơn nữa nàng còn chưa đủ trăm tuổi, hoàn toàn có thể xưng tụng một tiếng siêu cấp thiên tài thiên tri kiêu nữ tài mạo đều có như thế lại khăng khăn một mực với phế vật có ai không ghen ghét dựa vào cái gì mã thất dương mở miệng hải nguyên xuất thủ cẩn thận một chút không nên đả thương tống tiên tử vâng thiếu chủ thịnh hải nguyên xoay người hắn cung kính đáp ứng sau đó hắn nhìn chằm chằm vào tống lam ôm quyền nói tống tiên tử đắc tội xèo hắn giết tới tống lam huy kiếm nghênh kích trong nháy mắt đã bộc phát toàn bộ chiến lực hóa linh nhất biến nhưng cùng là hóa linh cảnh, lại kém người ta hai tiểu cảnh giới, ở cảnh giới này, linh thân cùng bản ngã độc lập, thêm một cái linh thân thì chiến lược sẽ mạnh hơn một phần. Thịnh Hải Nguyên cho ba linh thân xuất hiện, từ đó hình thành cục diện 4 đánh 2, hơn nữa mỗi cái linh thân đều nắm giữ ưu thế lực lượng tuyệt đối, chiến đấu như vậy sẽ nghiêng về một phía. Còn tốt chính là, Thịnh Hải Nguyên cũng không dám đả thương Tống Lam, xuất thủ cẩn thận, từ đó mới cho Tống Lam cơ hội trèo chống lâu như vậy, nếu không khẳng định đã bị miểu sát. Dù là như thế, sau khi chống đỡ trăm chiêu, Tống Lam đã bị hai đạo linh thân của Thịnh Hải Nguyên phân biệt chế trụ bản ngã và linh thân, nàng không thể tái chiến. Thịnh Hải Nguyên nhìn về phía Lăng Hàn, thản nhiên nói. Gia hỏa dựa vào nữ nhân ra mặt, ta sử dụng thực lực nhất biến đấu với ngươi, cũng không tính khi dễ ngươi. Ha ha, hắn đúng là chỉ dùng một linh thân, nhưng bản ngã và linh thân đều là hóa linh tam biến, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn, người bây giờ đã luân lạc tới mức cần nữ nhân bảo hộ, ha ha cái gì sát thủ đế tử ngươi không cảm thấy ngại hay sao mất mặt xấu hổ cút không nên làm bẩn mắt của chúng ta không ít người bỏ đá xuống giếng cũng lên tiếng khiêu khích lang hàn đã là quá khứ cho nên lần này là cơ hội nhục nhã hắn lang hàn thở dài những người này thật tiện lúc trước hắn không có xuất thủ là bởi vì nhìn thấy tống lam không có nguy hiểm xem như nhìn nàng lịch luyện một chút được rồi hắn nên giải quyết tên cặn bã này lại lên lôi đài đánh ngã những đế tử kia hắn nhìn về phía thịnh hải nguyên lắc đầu ngươi muốn bị đánh nổ thành bao nhiêu khối phốc mọi người đều cười to